Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Con trai thích tới thấy. Con trai yêu ai chỉ vài ngày. Hay quá. Giọng hát quay mà hay quá vậy? Ai vậy? Cà Vinh hiệp sĩ. Hả? Hy sinh hả? Cao Vinh. Cao Vinh hiệp sĩ là ai? Là ai? Đâu? Đây. Hy sinh. Dạ. Chào anh. Tên gì? Cà Vinh hiệp sĩ. Hiệp sĩ hay là hiệp xuyển? Dạ. Sĩ gì cũng được. Cái giọng hát hồi nãy là của bác. Dạ của em. Giọng hát hồi nãy là của bác. Của em. Ý con nói là của bác á. Thì của em. Là của bác đó. Thì của em. À của em. Ý nói của bác hả? À, bây giờ muốn kêu bác hay kêu em? Thôi kêu em đi cho nó hợp với số tuổi của em. Hợp số tuổi hả? Dạ. Em sinh năm mấy? Năm 1983. 83. Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Nè, ID nè, nhìn đây. Vậy? Cái này 38 mà. Trời ơi, mệt quá à. 38, 83, 38. Qua đây, tên nó còn ngựa huống hồ chi tuổi. Nhờ vậy mới được thi đúng không? Dạ, chứ gửi 38 vô chắc có ma nó cho thi. À, em ơi, cái bài hát hồi nãy em thâu á, là mới đây đúng không? Mới đây. Hay quá. Cách đây 50 năm. Thâu 50 năm? Dạ, 50 năm rồi. Bây giờ có thể hát y như hồi đó được không? Trời ơi, y chang như hồi đó. Y chang luôn. Mà còn technique có lò hơn nữa. Là sao? Là coi như là kỹ thuật còn hơn hồi đó nữa. Hay quá vậy. Kỹ thuật sao? Nghĩa là bị chế độ rung. Nó có hộp quá. Hay quá, phối hợp với kỹ thuật phải không? À. Mà sao hay vậy? Bị già rồi nó rung quá. Hay quá. Bây giờ bác có thể hát một bài hát nào, con nghe thử. Nếu được, con sẽ nhận bác. Nhưng mà với điều kiện, chỉ lấy tiếng thôi nha. Trời ơi. Không lấy hình. Mẹ ác quá, lấy tiếng không lấy hình. Không được. CD thôi, lấy cái hình của bác gắn vô CD, nếp nhăn nó chày, để không đọc. Lầm to. Được, thử xem. Mà bây giờ là thi ha. Xin giới thiệu với khán giả thí sinh Kha Vinh hiệp sĩ. Xin hát một bài hát rất là hợp với số tuổi. Một bài hát rất là truyền cảm của Kỳ Phương, mang tên Nhớ Em. Hợp ghê ha. Giai điệu hay quá. Hay cái con khỉ. Cái này không có hợp với số tuổi của tôi đâu mà hay. Cái giai điệu gì? Music lại đi. Hip hop. Hip hop. Gì vậy? Hip hop này lên trung phong. Nhớ em. Lòng này nhớ tới em. Anh nhắn cho mày, mong em đến đây. Nhớ em, lòng này nhớ. Giang tấu đi, trời ơi, nhớ hoài cho tới sáng quá à. Nhớ em, lòng này nhớ tới em. Bữa nay là người ta tuyển tài năng trẻ. Bác đi về giùm con. Ủa sao vậy? Coi như là rớt đi ha. Trời đất ơi, ý em nói là rớt rồi hả? Trời ơi. Ủa sao vui vậy? Nói cho nghe nè. Bị cái lòng đam mê nghệ thuật á. Bây giờ rớt á là biết chắc chắn bảo đảm 100% là rớt rồi. Vậy thì bị hôm nay nè. Trời ơi, ta nói ai hát cũng hay hết trơn á. Đúng. Mình hát dở người ta mới nhớ. Đúng hay. Giống như thi hoa hậu á, thấy không? Sao? Con nào xấu người ta nhớ con đó chứ người ta đâu nhớ con đẹp đâu. Hay. Cảm ơn, được. Cảm ơn bác nhiều. Coi như là mời bác về. Bác về hả? Thôi nhờ tới em. Lòng này nhờ tới tôi. Nhờ tôi.
Dạ, đam mê nghệ thuật ghê ta. Ê, 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 ê. Mày nói ai già? Thì bác. Chưa cái gì cái chùa quẹo rồi à. Cho tao hỏi nè. Hát một hồi là xỉu luôn đó nha. Hồi nãy ai hát ở đây vậy? Hả? Hồi nãy ai mới vừa hát ở đây? Có gì không bác? Trời đất ơi, hát gì mà dở quá, xe ambulance nó chở ra từ người cái chị à. Bác chứ ai? Tao hát hả? Ừ. Trời ơi, đúng ra xỉu nãy chứ sao giờ mới xỉu. Từ từ người ta mới ngắm. Ngắm hả? Thôi vậy thôi, tao khỏi hát nữa. Ừ. Thôi cho hỏi nè, năm dạ. tới có thi nữa không? Có chứ. Vậy hả? Ừ. Tao thi nữa nha. Ừ. Thi bài gì? À, give me a girl after midnight. give me a girl after midnight. Ông già mà sung ghê luôn ta. Bữa nay gặp con gì đâu không? Cái gì? Hả? Dạ, giám khảo ơi, cho em thi đi. Cái gì? Dạ em thi, em đi trễ máy bay. Vô đi thi. Dạ thi. Thí sinh. Dạ thí sinh. Trời má ơi, bữa nay không có ngày hay sao? Thí sinh lạ không? Dạ. Tự nhiên hai cái tivi để lên mặt. Đã vậy có thêm cái anten nữa. Trời ơi, bó tay không luôn. Giờ thi phải không? Dạ dạ. Giới thiệu tên tuổi. Dạ, em là thí sinh thứ 16. À. Tên là Chí Tài Tình. Có tài mà còn có tình nữa. Dạ. Thi. Dạ. Ủa mà thi gì vậy, giám khảo? Giỡn mặt hả? Thi ca hát. À, à, dạ, dạ, trời ơi, em mở em quên, dạ. Nhanh à, đi. Dạ, sau đây em xin trình bày một nhạc phẩm cho chính em sáng tác. Được, có tựa đề là Chở Câu Duyên. À, có nghĩa là anh hát nhạc qua. Dạ, không phải nhạc qua. Chứ nhạc gì? Nhạc Việt. Ủa sao Chở Câu Duyên là gì? Là chuyện câu giờ. À, hát nghe thử, cho thêm điểm. Dạ. Tự sáng tác phải không? Dạ, để em lấy microphone. Quá, thí sinh này lạ. Tháo kiến này cho nó mắt nó dễ diễn tả. Hát hát hát. Dạ. Ồ, diễn xuất hay quá. Một người đi với một người. Hay quá. Một người đi với nụ cười hắn hiu. Quá. Hai người vui biết bao nhiêu. Quá. Một người lặng lẽ lặng yên đứng nhìn. Hay. Đứng nhìn. Hay quá. Một lát rồi đi. Người kia đi tới, người này đi lui. Hai người đi tới đi lui. Một hồi mệt quá, lặng yên đứng nhìn. Đứng nhìn. Một lát rồi lại đi. Bài mới đi, bài mới. Người kia đi trước. À. Người này đi sau. Gì làm hoài vậy? Hai người đi trước đi sau. Lời mới, lời mới. Một hồi mỏi căng. À. Rồi lặng yên đứng nhìn. Vô lời mới, vô lời mới. Nhìn. Một lát rồi lại đi. Người kia đi tới. Người này đi lui. Hai người đi tới đi lui. Ôi trời, mệt quá. Rồi lặng yên đứng nhìn. Giỡn mặt hả? Giỡn mặt hả? Gì vậy giỡn mặt? Đâu giỡn mặt đâu? Có một lời hát hoài. Đi nãy gì đi tới lui không có dừng nữa. Ủa? Giỡn mặt hả? Hồi nãy giờ em giới thiệu bài hát là chuyện câu giờ mà. Xin lỗi nha, bài hát này là của Quốc Dũng. Chuyện ba người. Dạ anh biết. Anh tạo nhạc, anh ăn cắp nhạc của người ta, anh chế biến hả? Dạ em biết, chuyện ba người của Quốc Dũng. Nhưng mà lời viết lại là của Chí Tài Tình. Hay quá, thi vậy sao đậu? Trời ơi sao không đậu? Em nói giám khảo nghe. Ừ. Coi vậy chứ bài hát này em ăn khách lắm á nha. Sao ăn khách? Bầu show mời em đi bệnh nghỉ luôn á. Ủa sao mời nhiều vậy? Tại vì bầu show thường tổ chức mấy cái show mà ít ca sĩ đó. À. Thường thường mời em tới để hát câu giờ không ạ. À? Em phê lắm à. Em mới lấy làm thi đó chứ. Nhưng mà không được. Anh muốn làm ca sĩ chuyên nghiệp á. Dạ. Anh đừng bao giờ bị phân tâm. Ủa em đâu có phân tâm gì đâu. Tự nhiên đang hát tôi kêu thôi cái anh nín nè. Ủa? Bây giờ đang hát người ta kêu vô anh đi vô luôn hả?
Cái đó thì em có anh có chấp nhận bị phân tâm không? Dạ. Bây giờ tôi hỏi anh nè, anh có hai tay, một tay dễ tròn, một tay dễ vuông được không? Dạ, này em làm hoài mà. Được. Bây giờ anh vừa hát vừa làm được không? Dư sức quả cầu. Dư sức quả cầu. Dạ. Bây giờ anh thử vừa hát vừa uống nước coi. Ông về ông kêu vợ ông vừa đẻ vừa đánh bài đi. Hay, đối đáp hay. Trời đất ơi. Bây giờ tôi sẽ thử anh coi anh có bị phân tâm hay không. Rồi. Anh giơ năm ngón tay lên. Rồi. Anh đứng anh chọt. Chọt. Rồi bác Khảo đi. Anh chọt đi. Ông Khảo cầm em này. Em chọt đi. Rồi chọt. Tôi hỏi cái gì phải trả lời đúng sự thật. Dạ. Nha. Dạ. Không trả lời đúng là bị phân tâm đó nha. Dạ. Ba má khỏe không? Dạ khỏe. Vợ con sao? Bình thường. Mấy đứa? Ba đứa. Anh có khỏe không? Khỏe như dồi. Hồi nhỏ anh có bị té giếng không? Không. Không sao đứng chọt kì vậy? Trời đất ơi. Anh bị phân tâm. Ông này là ăn thịt sóc dữ lắm nè. Tôi nói gì quá vậy mà anh bị phân tâm. Thấy chưa? Anh thấy anh sai chưa? Hả? Ai đây? Thí sinh. Thí sinh hả? Mặc đồ đẹp quá là. Trời ơi, đẹp quá nhưng mà hơi ốm mà giám khảo ơi, không biết hát có nổi không à. Mập thì vô duyên rồi. Gì? Một ca sĩ không có ai ốm hết hả? Mà ốm nó cũng nổi tiếng như thường vậy. Đâu cần phải mập đâu. Mập như mày muốn đi hát là phải đài ép cho con. Bây giờ sao? Dạ chào ban giám khảo. Em muốn tên thi... gì? Dạ em là Hoài Linh Tinh. Trời đất ơi. Trời ơi. Đây tên lạ không à. Tên trống mặt quá. Em muốn lấy ba chữ cho nó giống Hường Công. Hường Công. Dạ. Bây giờ anh tới đây em thi gì? Dạ em cái ao ước em làm ca sĩ để em làm cái gì? Em ao ước em được làm ca sĩ để em bán lịch thôi. Trời đất ơi. Bây giờ em thấy ca sĩ gần đầu năm cái in lịch bán đó. Cái em cũng muốn in lịch đặng bán thôi à. Chứ hát chưa chắc hay lắm. Thôi đi ông ơi, ca sĩ người ta đẹp thì chụp hình, còn ông mặt xấu quá. Ông không biết gì hết trơn hết trọi. Bây giờ thời buổi gì rồi, người ta chơi tới computer rồi. Ca sĩ người ta chụp cái hình vô, thấy không? Người ta chỉ cần bỏ vô computer, vô Photoshop, cà cà lấy con mao cà, mấy cái nếp nhăn bay hết trơn. Đúng, hay. Tại ông chưa đi mua lịch ca sĩ, ông đâu có biết. Sao? Nhiều khi ông mua ở đây, ông nói trời ơi, con nào đẹp quá vậy? Vừa nhìn lên nó vừa ký cho ông đưa lên mặt nó, trời giống hai mẹ con luôn á. Ông không biết gì hết trời. Thí sinh này thông minh. Nó hiểu được vấn đề. Bây giờ thi hay cãi lộn? Dạ em muốn thi. Thi qua đây đứng. Dạ. Bây giờ có tài năng gì? Nói. Dạ thưa anh, mặc dù em không đẹp, em không xinh, em tôi không đẹp như người tưởng, không áo xanh, áo đỏ thơm hương. Dạ không. Bây giờ thi không? Dạ em thi. Thi. Nhưng em biết lựa phong cách. Phong cách? Làm ca sĩ quan trọng là phong cách. Đúng. Và đặc biệt là mình biết hát theo thời vụ. Thời vụ là sao? Ví dụ vào đám ma không bao giờ được hát nhạc đám cưới. À, đúng. Học hỏi. Bởi vậy em toàn là lựa những bài rất hợp. Ví dụ như bốn mùa thì em sẽ chia ra bốn cái bài khác nhau. Ví dụ mùa lạnh em sẽ hát một bài nào đó để cho khán giả ngồi trong khán phòng cảm thấy ấm áp. Đó là em đã thành công. Hay, hát thử tôi nghe. Em sẽ hát một bài, bây giờ đang mùa lạnh, em xin trình bày một nhạc phẩm để ấm áp cho quý vị. Đó. Ban nhạc Music. Thí sinh này được nè. Tốt, thí sinh này ngon á. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Hay quá. Màu lam tím Đà Lạt sương u mờ. Từng đôi đi trên phố vắng bước chân. Ẩm chưa? Sao thấy đứng còn run vậy? Nhớ mặt hả? Nghĩ sao mùa lạnh đưa lên Đà Lạt? À, đưa người lên Đà Lạt nó ướp xác á. Đâu em, tại em thấy nhạc sĩ người ta viết là từng đôi đi trên phố vắng, bôi mùa lạnh là ham hối chi ra đường cho bệnh. Cái lời người ta diễn tả đôi tình nhân thôi, người ta đang lạnh anh ông lại đưa lên Đà Lạt là sao? Thôi được. Không được không bao giờ nữa. Vậy em không hát theo mùa nữa. Còn tài năng gì không? Em sẽ làm phong cách. Phong cách? Có những giọng ca hát rất là hay, mấy chục năm vẫn nổi tiếng như thường. À.
đó, em muốn tạo cái phong cách đó. Ví dụ như cô Linda trang đài, cô lên sân khấu. Ví dụ một cái sân khấu từ đây tới đây là cổ nhảy không đủ đâu. Đúng, đúng, cổ nhảy một hồi, cổ nhảy lên thằng quánh trống luôn. Còn có nhiều người đứng một chỗ hát nhưng vẫn nổi tiếng. Em muốn tập phong cách đó. Ai? Ca nhạc sĩ Duy Khánh. Trời ơi, nói chuyện lựa người hát hả? Trời ơi. Trời ơi, sao tôi hát đi, hát bài hát những người khuất mặt vậy? Thì nếu mà mình bắt chước mình phải lựa những người khuất mặt chứ. Lựa những người còn có mặt ở đây người ta quánh mình sao? Em phải khôn chứ. Thử xem. Nhưng mà giọng hát vẫn đi vào lòng người như thường. Bây giờ em bắt chước chú Duy Khánh. Nhưng mà chú Duy Khánh là người gì? Người quản trị phải không? Quản trị. Em sẽ giới thiệu giống chú Duy Khánh. Hay quá. Chú Duy Khánh ra sân khấu nè. Giống. Kính thưa quý vị, một nhạc phẩm mà tôi viết cách đây hơn 40 năm. Trước khi tôi lên đường từ Lào trở về Việt Nam, và trong đêm đó tôi cùng tất cả các kiều bào từ Lào đã hát lên nhạc phẩm này. Xin kính mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của tôi. Bài hát được mang tên Xin Anh Giữ Tròn Tình Quê. Hay, giống quá. Nói thì giống mà hát biết sao để coi. Hay quá. Chung vui đêm này cho trọn tình quê hương, đẹp tình yêu thương, mai tôi về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân kỳ ai lên đường ai vẫn vương. Mình thương nhau trong đời, thương nhau trong lời, yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ em ơi, em ơi. Sao nghe nó lạnh lạnh vậy? Hả? Trời ơi, có khi nào chú Duy Khánh không về không trời? Mày ở đây người ta mở máy lạnh. Hả? Vậy hả? Ừ. Tôi nghe thôi. Là hết hồn. Hát bài. Thôi. Giờ vậy. Nghe lạnh quá. Giờ vậy. Bài hát của anh là anh có sự chuẩn bị. Bây giờ tôi chỉ định anh hát. Chỉ định hát sao? Tôi chỉ định ca sĩ nào anh phải hát giống ca sĩ đó. Vậy mới hay. Còn này anh đã chuẩn bị sẵn mà. Hên xui nha. Bây giờ có một nam ca sĩ rất là nổi tiếng. Dạ. Hát rất hay. Dạ. Mà cái mặt lúc nào cũng lạnh. Ai ta? À nhớ rồi, Trường Vũ. Này. Trường Vũ là mặt khờ. Mày bảo đảm thế nào cũng bị quánh nè. Chứ ai có biết ai mà Tuấn Ngọc đó. Mặt lúc nào cũng lạnh. Anh ơi, tôi nói anh nghe nè, mặt lạnh đó là như Tuấn Ngọc thì em làm được. Nhưng mà giọng ca anh Tuấn Ngọc quá perfect đi. Ảnh là giọng ca anh ấm lắm, mà giọng tôi thì giọng tép không à. Làm sao tôi hát giống ảnh được. Vậy mới có điểm thêm có. Thi không? Hên xui. Thi là phải nói hên xui. May mắn. Mà có một bài hát mà em rất là mê anh Tuấn Ngọc hát đó là bài riêng một góc trời. Em sẽ hát mà mặt được. Lạnh mặt lạnh nhưng mà hát là hên xui em nói. Okay, trước à. Mặt phải lạnh nha. Dạ. Đâu mặt lạnh coi. Nhạc đi anh ơi. Lạnh quá. Mặt quá lạnh luôn. Vô. Tình yêu như nắng đang đưa em về bên dòng suối mơ, nhẹ vương theo gió mang câu thề em về lối xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ, mây vẫn mây trôi, mưa vẫn mưa rơi, hát yêu đời tôi. Yêu ngón tay chị. Ngoái nè. Một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô. Hey. What? Vòng tay lấp lánh, bước chân ơ thờ em về lối xưa. Bao nhiêu nữa? Hà còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá, gọi tên em mãi chợ mệt quá.
trời đất ơi, tôi là ai anh? Trời ơi, tôi còn trẻ quá mà. Anh Tuấn Ngọc đó là cái xì tai của anh rồi. Bây giờ biểu tôi nhíu hai cái hàng lông mày rồi nó dính vô luôn. Rồi làm sao tôi đi làm ca sĩ? Người ta nổi tiếng nó khác, tôi chưa nổi tiếng nó khác. Anh đừng có hại tôi. Ok. Cái thằng cái đầu trồng dừa này nó hại em nè. Nhìn cái mặt thí sinh này tới từ Hawaii hả? Giờ vậy hả? Anh bị trừ điểm. Sao vậy? Đang ca giữa chừng ngưng. Ờ đúng rồi. Bây giờ cho thêm một cơ hội nữa. Cơ hội nữa hả? Có một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng. Dạ. Nhưng mà ca cái giọng của anh ta giống như là nghiến cái răng lại vậy á. Sao đó lúc mà phát ra nó giống như là nghiến răng á. Ai ta? Tuấn Vũ. Hả? Tuấn Vũ cái tướng là em là giống rồi đó. À. Em chỉ cần khòm xuống cái là em giống rồi đó. Thử. Nhưng mà hát là hên xui. Trời đất ơi. Hát hên xui rồi. Em hát bài hát rất nổi tiếng của anh Tuấn Vũ, bài hát đừng mang tên là Người Yêu Cô Đơn. Ồ, được. Tốt. Đúng rồi, Tuấn Vũ. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em. Tôi quen rồi nhưng mỏi thấy mẹ luôn. Ôi. À đứng chơi mày hát mấy cái răng lạnh mà để tao nghiến răng như vậy là sao? Hay quá ha. Cái người hát không sao, ông kia nướng miếng mới chịu nổi. Ơi, nghe ông hát xong mà nghiến cái anh quá. Nói ban vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Không phải, em nói anh nghe nè là tại vì bây giờ mà mùa lạnh mà ví dụ biểu em qua mấy tiểu bang lạnh em hát mà em đứng em nghiến răng cỡ này một bài thôi em về em bỏ nghề luôn. Sao hát được? Vậy thôi, giọng nam không? Có được giọng nữ nào? Giọng nữ có giọng em ái mộ lắm. Ai, ai, nhưng mà em biết bữa nay ngồi dưới ban giám khảo luôn. Ủa vậy hả? Hey. Mà em nói anh nghe nè, tại vì em muốn lựa cái phong cách để làm chi? Chị, anh biết không? Chị. Nhiều cái phong cách của các ca sĩ ngày xưa đó, à. 50 năm, 30 năm, 20 năm, nhưng à. Người ta đều có cái riêng của người ta hết. Đúng. Tới giờ này em vẫn còn giữ được những giọng hát mấy chục năm là anh biết đã đi vô tới trong máu của em luôn rồi. À. Thành thử ra bây giờ em rất là mê. Ý anh nói ai? Nói nhỏ đừng cho ban giám khảo em nghe á. Ừ. Còn Thái Thành đó. Trời ơi. Được không? Khó lắm đó nha. Hên xui. Ừ. Nhưng mà mình ái mộ thì mình làm thôi. Thử xem. Anh nghe bài Dòng Sông Xanh chưa? Oh, được. Hay, được. Vô. Một dòng xanh xanh. Một dòng tràn mong manh. Một dòng sâu quyến luyến. Một dòng sâu mấy kia. Một dòng nước quay về biển đời lúc mơ hiền. Nhanh quá vậy. Coi con hát không nổi coi. Hay. Thôi nhưng mà tôi nói anh nghe nè. Hey. Cuối cùng là sao? Cuối cùng. Dạ. Hai anh không có gì riêng cho mình hết. Gì? Bắt trước không à? Đi về, mệt quá. Kỳ giám khảo. Bây giờ sao? Bây giờ... Cho tụi em có cái riêng đi. Cho có cơ. Bây giờ tôi sẽ thử trí thông minh của hai anh. Dạ dạ được, được cái đó được, cái đó được. Dạ. Bây giờ tôi sẽ đố hai anh một câu. Dạ dạ. Nếu mà trả lời được tôi cho hai anh đậu. Dạ dạ dạ. Nghe cho kỹ nha. Dạ. Có một thợ săn. Dạ. Đang cầm cái súng đi ngoài đường. Dạ. Có ba con chim đang đậu trên cây. Dạ. Anh giơ súng lên bắn một cái đốm. Một con chim rớt xuống đất chết. Dạ. Một con bay đi. Một con đậu lại. Đố hai anh, tại sao mấy con chim đó nó làm như vậy? Con chim bay đi là con chim sợ chết. Bảy. Còn con chim ở lại là con chim anh hùng. Bảy luôn. Ủa gì chứ sao? Một con rớt xuống đất chết. À. Một con bay đi báo cảnh sát. Còn một con ở lại làm nhân chứng.
này ông hay, ông nghiên cứu tới súc vật luôn ghê thiệt. Ba con chim này chắc xong của giám khảo nuôi. Bye bye, tôi đi ạ. Đi đâu? Hai anh thua. Chưa thua mà. Không có thua gì đâu. Chú muốn gì? À là này này này. Giám khảo đã đố thì phải cho tụi em cơ hội đố lại chứ. À đố đi, đố đi. Bây giờ em đố giám khảo. Đố gì đố nhanh nhanh đi. Ừ. Có hai thằng. Ừ. Một thằng mù, một thằng câm. Ừ. Đi vô một cái siêu thị. Đúng. Thằng câm nó muốn mua cái nó. Ừ. Rồi lấy cái nó nó đội lên đầu. Rồi lấy tay chỉ. Ông chủ hiểu bán cho nó cái nó. Đúng. Giờ em đố hai anh. Ờ. Thằng mù nó muốn mua cục xà bông. Nó làm sao? Nó chỉ cục xà bông. Thật. Nó lụm cục xà bông nó chà chà lên đầu nó. Đúng. Thật lắc. Chứ nó làm cái gì? Thì nó nói. Nó nói gì? Nó nói gì? Bán tôi cục xà bông. Sao nó nói được? Nó mù à? Nó mù chứ nó đâu cầm đâu. Đúng rồi, nó nói đúng rồi giám khảo ơi. Bây giờ tới phiên tôi đố lại. À, sao? Tôi đố ban giám khảo với rồi đố anh luôn. Trong các loại sữa, sữa nào tốt nhất? Sữa ông thọ. Ông thọ ông già mà ông là đàn ông làm gì có sữa. Sữa cô gái Hà Lan. Cô gái Hà Lan chắc chắn gì mà dắt ra sữa để bán hết cho cả thế giới không? Sữa con két. Két không có sữa. Chứ sữa gì? Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tại sao? Tại sao? Tại sao tốt? Sữa mẹ để không bao giờ bị thiêu. Điều đặc biệt là bình sữa mẹ rất là đẹp. Thấy chưa? Mà bình sữa mẹ không ai được rửa ngoại trừ bố thôi. Anh có nghiên cứu có cái bình sữa nào mà lâu lâu nghe mùi thuốc lá không? Trời ơi. Hey. Chính xác là sữa mẹ rất là tốt. Hay hay thí sinh quá hay, chúc mừng, chúc mừng. Nói chung là mình quê. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Thôi tôi đi giờ, trễ giờ, trễ giờ tôi đi. Ủa giám khảo đi đâu? Giám khảo gì? Ủa anh là giám khảo mà. Tôi phải giám khảo đâu. Ủa chứ là ai? Đấm bóp giấc hơi. Rồi. Vậy anh tới đây làm gì? Đấm bóp cho ban giám khảo. Rồi. Mấy ngày nay ta chấm thi ta mệt quá tới massage mà. Rồi rồi, đấm bóp giấc hơi mà bằng office nữa. Đấm bóp cho những người nổi tiếng. À. Sẵn mình tới anh xin chữ ký luôn. Vậy hả? Vợ tôi mới sanh hai thằng con trai nha, sanh đôi nha. Hả? Tôi xin chữ ký về tặng vợ. Trời ơi, sanh đôi là hên lắm đó nha. Chúc mừng anh. Phải còn anh không? Không, vô duyên, bởi vì vô duyên là đúng rồi. Nói tầm bậy tầm bạ, chúc mừng anh. Còn anh nó giống anh không? Không, cái điều đó là chắc chắn rồi. Nhiều khi nó giống vợ anh thì sao? Giống, không giống. Dạ, chúc mừng anh. Chúc mừng nó giống anh, nhưng anh thử máu chưa? Em xin lỗi, cái câu này em quá đi vô duyên hơn tôi nữa đó. Thôi tôi về à. Trời ơi, chỉ em biết biết sanh đôi đi. Sao có vợ mà đẻ sinh đôi đi? Thì lúc vợ mình mang bầu á, dẫn nàng đi coi phim là sanh như ý. Là sao? Vậy thí dụ như là muốn sanh một sao? Coi phim Kẻ Cô Đơn. Sanh hai. Coi phim hai anh em sanh đôi. Sanh ba. Ba chàng ngựa lâm phá thủ. Sanh bốn. Tứ quái Sài Gòn. Sanh sáu. Sáu người đi khắp thế gian. Sanh 13. Tập tam thế bảo. Sanh 14. Tứ thập tứ nữ anh hào. Ôi chết mẹ, tôi phải gì à? Ủa sao vậy? Hôm qua vợ tôi nó có bầu mà tôi dẫn nó đi coi. Phim gì? 101 con chó đớn. Thôi vậy 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 lẹ đi, vậy lẹ đi. Thì nói tóm lại là tôi vẫn còn may mắn nhất. Ủa, sao vậy? Hôm qua tôi mới dẫn vợ tôi đi coi phim. Phim gì? Phim gì? Vị thái giám cuối cùng. Vậy vợ anh siêu âm chưa? Siêu nổi. Con trai hay con gái? Con trai. Bỗng chắc luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy bác? Nói cho chung là vợ mà bác mà có bầu nữa con còn chúc mừng bác á. Thôi vậy bây giờ là anh không phải giám khảo phải không? Mình đi xuống chuẩn bị đăng ký thi, chuẩn bị đăng ký thi, chuẩn bị chương trình khác, người ta thi tới nơi rồi. Chào bà con cô bác đi rồi đi. Chào bạn giám khảo, chào bà con cô bác. Cảm ơn. Tất cả quý vị cùng hân hoan chào đón giám đốc của đài Ai Đường Miệt Vườn, Mr. Quỳnh Long Hổ. Các quý vị thấy nụ cười tôi khai khác thường phải không? Bởi vì miệng cười mà lòng căng lắm. Năm ngoái chỉ có một thí sinh dự thi thôi, mà năm nay có tới hai thí sinh, đông quá. Làm sao mà đủ giờ để thi đây? Tới giờ rồi mà không thấy ai tới dự thi. Có khi nào đã bỏ không ta?
nó cancel là mình chết à. Không có tiền trả tiền rạp á. Không được. Giấy ông bà cho mấy cha mấy mẹ đừng có bỏ thi. Không lẽ ma hát hay sao? Hey, tôi đi nè, ma cái gì mà ma, ta hát không nhìn bên đây thì vòng vòng bên kia nó ta ma. Nghe gì đó đi. Dạ, ca sĩ có tuổi chưa có tên xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Chào cô. Chào anh, hân hạnh được biết anh. Yeah. Gặp anh là mừng lắm rồi. Công nhận ha, ở đây quản gia mà mặc đồ đẹp ghê á. Mà cô nghĩ sao vậy? Dạ sao? Mà sao cô nói tôi là quản gia? Dạ tại vì thấy anh ăn mặc sáng lòa quá nè. Tôi trân trọng giới thiệu cho cô biết. Dạ. Tôi là giám đốc đài truyền hình Giai Điệu Miệt Vườn. Dạ. Quỳnh Long Hổ. Quỳnh Long Hổ? Trời ơi sao hổ mà em không thấy có miếng hổ nào mà em thấy nguyên cái mặt con mèo vậy? Thiệt? Hai mèo trong hổ. Thiệt vậy hả? Ngoài mèo trong hổ thôi. Để mai mốt biết đi. Cô là thí sinh phải không? À, dạ thí sinh, em là ca sĩ. Trời ơi ca sĩ em phải mặc đồ gì chứ không phải ca sĩ mặc gì ra tao tưởng điên. Em nói thiệt anh, em mặc cái kiểu này ra cảnh sát giao thông rất là cảm ơn, bị gì không bao giờ đụng xe. Đúng rồi nha. Lấy số báo danh chưa? Đâu có ai đưa đâu biết lấy. Tại sao không lấy? Có ai đưa đâu lấy. Ờ mà có phát đâu là có. Tao cho này dung chứ không. Trời ơi. Đây cầm lấy. Đâu có ăn bánh in đâu đường chi. Còn phải bánh in. Đây nè. Ai trời ơi trời ơi, số báo danh không biết là tưởng cái bánh in không à. Ừ. Trời ơi 2001. Chết rồi, em 2001 là còn tới 2000 thí sinh. Làm sao thi được, mấy tháng nữa mới thi. Anh ơi, má em nói là phải thi trong ngày hôm nay. Bắt giá là em phải lên thôi. Không lên là má em buồn lắm. Anh ơi, cho em thi đi. Trời anh, ơi, bình tĩnh. Cha này dơ dễ sợ luôn, mình té, cho té theo à. Trời đất ơi, lôi mình ra nữa mình về. Thấy gái sát sát nhào nhào vô. Cô bình tĩnh đi. 2000 là viết cho chơi thôi. Trời ơi. Cô là người đầu tiên á. Trời. Cha này nổ thế ớn nổ tới 2000 trả giá nhiều cũng dính á. 2001 bao. Bây giờ cho em thuê đi. Cho em thuê đi. Anh là ơi làm ơn lăn cho em lên đi anh. Đừng có lo. Hãy tới đây vô tay tôi là phải lên thôi. Đó đúng rồi. Anh nha, lên nha anh nha. Nhưng mà trước nhất là tiền bạc phải sòng phẳng. Trời ơi, tiền là chuyện bình thường. Mà em nói thiệt với anh, từ nhỏ tới lớn em sinh ra và lớn lên trong một gia đình không biết xài tiền. Chứ xài gì? Hạt sàn. Hả? Hạt sàn? Ừ, má dẫn đi ăn bún riêu với tô bún mắm mà má trả hạt sàn 5 ly. Trời đất ơi. Thọ khỏi thôi. Giàu nha, trúng bánh rồi đó. Dạ, không biết có giàu không mà hộp sàn đóng đóng ở nhà đông bằng lau ăn không á. Nghe cô nói vậy thì được rồi. Dạ. Cô mà tới cái lò của tôi là quá đúng rồi. Cô mà tới lò tôi thì chắc chắn tôi sẽ lăn xê cho cô nổi tiếng. Khoan khoan cái gì? À cái lò. Trời. Trời ơi ca sĩ mà ông nói cái lò làm như nướng bánh mì. Trời ơi làm như tôi lò luyện đơn á. Lò luyện ca sĩ. Trời ơi tôi gớm bằng lò luyện ca sĩ. Ừ. Lò của tôi đó đặc biệt lắm. Dạ. Lò khác đó là chỉ là công nghệ lăn xê thôi. À đúng rồi. Còn lò của tôi là có cả một âm mưu lăn xê. Nghe không? Cái lò của anh có cả một âm mưu lăng xê. Ừ. Vậy anh đừng gọi nó là cái lò. Tôi gọi bằng cái gì? Gọi là cái động đi. Hả? Ê, cái động nghe thấy ghê quá không được. Thế tôi tự nhiên lăng xê mà ổng làm theo ổng cả một âm mưu lăng xê. Âm mưu lăng xê cái lò nó đâu có tương xứng đâu. Chơi mẹ cái động ca sĩ đi. Ai muốn nghỉ sao nghỉ. Thôi được rồi. Cô muốn kêu cái gì cũng được. Ừ. Nhưng mà nói cho cô nghe. Sao? Cô biết tại sao tôi nói vậy không? Tại sao? Tại vì ở đây tôi có chuyên gia lăn xê đàng hoàng. Trời 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 có chuyên gia. Mà chuyên gia này không phải loại bình thường nha. Trời ơi. Mà là chuyên gia về văn hóa, văn học, y học, dân tộc, nghệ thuật, Đại học Văn nghệ Miệt Vườn quốc tế. Trời ơi em biết rồi nha. Cha này vừa là chuyên gia mà vừa chích thuốc nữa nè. Ừ? Sao nói vậy? Cái gì văn hóa, văn nghệ, y học, dân tộc, y học là chích thuốc chắc luôn. À, cái này là cô thông minh. Ừ. Tôi luyện rất là kỹ. Dạ. Luyện từ sáng tới chiều. Dạ. Cái ca sĩ mệt đem vô chích mũi bắt ra luyện tiếp.
Trời ơi, hay quá, đúng là cái động này có một không ai. Đừng nói động. Bây giờ để mời chuyên gia, em mời chuyên gia đây nha. Ừ nè, ông cầm ông trâu luôn nè. Mẹ bà thí sinh của mình cũng đưa bà giặt đưa vào số báo danh. Em muốn gặp chặt trò gặp chuyên gia. Mời chuyên gia vào. Gentlemen, how are you? I am come from South America. My name Banca Ambulang. Này tôi mất dù Welcome everyone, idol Vietnamese, thanh kiều very much. Hay quá. Hay quá. Trời ơi, chuyên gia hay quá. Mà em nói thiệt, anh em muốn làm ca sĩ giật giật nhạc thân chứ em không có chơi ca kịch Quảng Đông. Không phải, cái này là cái môn ông mới tu nghiệp ở Trung Quốc về. Phải không? Ừ. Ủa, ông đi luyện thêm Trung Quốc vậy đó anh. Ừ. Mẹ bầu hát quả mà hát tiếng Anh tới nổ dịch không? À. Đây là nói chuyện với ông chút. Nói không coi. À, không biết tiếng Việt không? À, ambulan bằng cá. Trời ơi. À, cô này muốn lên. Tôi thì nghe muốn mình bệnh. Có cách đưa lên không? Sơn phủ, chị bàn châu ba chị, xe mẹ phủ, xe mẹ đen. Trời ơi. Hai này ăn trung mát lắm á. Dạ, chuyên gia nói có rất nhiều chiêu thức. À, cái chiêu thức thứ nhất á, hồi nãy cô nói là cô là có tuổi mà chưa có tên. Dạ đúng rồi, hát hoài mẹ bà tuổi càng ngày càng lên tên không ai biết. Muốn vậy mình phải tạo scandal. Tạo sao? À cô biết không? Sao? Có nhiều ca sĩ hát rất nhiều năm đúng. Nhưng mà không nổi đúng. Tại sao? Tại sao? Tại vì không biết tạo scandal. Scandal là sao? Mình phải tạo scandal. Tạo đi. Đi giật chồng người khác. Tạo không? Trời ơi, mẹ bà đang làm ca sĩ không làm tự nhiên đi giật chồng ta. Tôi nói, ông nghe, đời tôi nói thiệt, tôi rất là đạo đức, má tôi dạy không nên giật chồng người ta, dụ chồng người ta đi theo mình luôn thì được. Trời ơi, à, không được cô ơi, vấn đề giả bộ thôi mà. Giả bộ sao? Dụ là giới thiệt cũng không được. À. Tôi giàn cảnh nghe không? Sao? Tôi vừa bước xuống sân khấu, ừ. Một người đàn bà nhào tới nắm đầu cô quýnh tả tơi, nghe không? Cô phải đứng yên cho người ta đánh. Trời trời, tự nhiên đàn bà đánh tả tơi cũng như là giật chồng ta mà cho vợ ta biết luôn. Ừ. Ghê quá. Chứ sao? Vậy là không nổi về mặt ca sĩ, mẹ bà sáng mai báo đăng con quỷ này chuyên môn giật chồng ta. Lúc đó không phải một người đánh cả làng cả xóm, nó kéo nhau nó quánh thấy bà đậu luôn rồi hết làm luôn. Trời ngu hả? Điên à? À, không được thì mình tung chiêu khác. Chiêu khác đi, thì chiêu này sao được? Cái chiêu này thì cô phải chịu khó đụng tới cảnh sát tội phạm hình sự quốc tế. Trời, Interpol. Trời. Nghe không? Cô phải lén bỏ nửa ký ma túy vô cái vỏ. Tới phi trường, tới cái cổng check security boy đó. Ừ. Nghe không? Ừ. Chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại cho tao má nó kêu ầm lên, thấy không? Tập trung tất cả cảnh sát lại. Ừ. Ở đây tôi set up TV trực tiếp truyền hình, cô sẽ nổi tiếng. Trời ơi, lúc đó nổi lắm. Mà anh nhớ kêu nó quay cái đoạn sau chứ. Đoạn cái đoạn mà em căng tay ra cái bịch miếng vải đen nữa đó. Là sao? Sự bắn đó ông nội. Ờ, mới tôi nghĩ sao đem nửa ký ma túy mà còn đi tới security chạy qua chạy lại nữa. Sám sám si phán su si. Chứ từ tôi vô cái động này có lộn không vậy trời? Hổ. Dạ. Sexy. Trời ơi. À nếu hai chiêu đó không được thì chuyên gia có chiêu cuối cùng. Chuyên gia gì nữa? Tung hình sách lên mạng. Trời ơi. Được nha. Cái này tôi chịu nha. Trời ơi cảm ơn. Em rất cảm ơn hai anh. Vì lăng xê em mà hai anh tung hình sách của mình lên mạng. À. No, no, no. Me, okay. Oh. Him, oh. Ốc. Là gì? À, ông nói hình ổng á, tung lên mạng, ok. Oh. Hình tôi tung lên. Oh. Người ta học máu trào đờm. Hổ. Nội bộ không giải quyết thì mệt ghê. Em gái.
chuyên gia xin nói cho em gái biết rằng không phải tung hình sét của anh lên trên mạng mà tung hình sét của em lên trên mạng. Không được, không được, tôi không làm chuyện đó đâu. Tôi không bao giờ chơi như vậy. Bán mình sao? Anh nói cho em nghe, mấy anh chỉ nói giỡn chơi thôi. Chứ chiêu thức của mấy anh không phải làm cho em là thủ phạm mà sẽ biến em thành một nạn nhân. Làm sao nói không có hiểu, giải thích cho có nghĩa là cái vụ đánh ghen á, không phải là em giật chồng người ta mà đánh ghen lầm. Đánh ghen lầm sau đó anh cho báo chí túa xua tới, nhào tới chụp hình, chụp hình, chụp hình đăng báo. Fan club em thương em, ái mộ em, đúng tội rồi. Nghiệp em. Hay em nổi tiếng. Đúng rồi, đánh lộn đi, đánh lộn đi. Khương thích đầy mình nhưng mà lộn, hiểu không đó? Chiêu thức thứ hai đó, cái vụ đó, ma túy, cái vụ ma túy. Không phải đứt tay bỏ vào trong cái vỏ mà là một thằng khốn nạn rồi nó bỏ vô đó. Xong rồi em vô tình em xách em chạy đó. Chạy qua cổng security nó kêu lên xong rồi bullet ập tới rồi ngày mai anh đăng báo lên bạn em bị quan. Trời ơi, trời ơi, em là anh hùng đó. Rồi cái vụ xét, cái vụ xét không phải hình xét của em đó. Cái mặt của em mà hình của con khác đó. Vậy đi, đưa hình em là trái mạng đó. Đó xin anh nghe đừng nha. Hiểu đừng chưa, cho tất cả em sẽ ngừng hoạt động nha. Rồi bây giờ em tin tưởng vào cái khả năng mà lăn xê của tụi anh chưa? Biết rồi, biết rồi. Nói với anh em mới yên tâm. Cha anh thì thiệt tình là nói em có đầu đuôi. Nói đầu đuôi hết. Phải có chuyên gia giải thích chứ. Ồ à. Dạ. Mì 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 mò mò. Chuyên gia muốn anh hỏi là em có biết nhạc lý không? À sợ nhạc lý sao không biết, làm ca sĩ biết nhạc lý. Nhạc lý là mấy cái thẻ. Nốt nhạc. Mấy cái thẻ gì nè, rồi treo lên mấy cái sợi dây điện văng ngang. Đó. 4 giây. Kêu là nốt nhạc. Bây giờ em có biết là trên son là cái gì? La. Trên la. Si. Trên si. Đô. Trên đô. Ơ. Ơ. Ơ là nốt gì? Euro. Euro gì? Euro mắc hơn đô. Má em nhà đổi hoài nè, đô rẻ hơn euro mấy trăm. Ồ. Dạ. Hát. Hát gì? Thử bây giờ chuyên gia muốn thử giọng em. Bây giờ em phải hát cho chuyên gia nghe để chuyên gia tính cách cho em. Đó, 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 em sẽ hát để em build cái giọng em ra. Rồi. Nhưng mà em nói thiệt đó là em hát đó, là em phải có người bè em mới hát được. Ờ. Hai anh làm hai cái bè cho em được không? Bè có tiền không? Có, đi, đi bè nhỏ, đi bè lớn đi. Ok. Bè liền. Rồi nha, ra ráng bè nha. Rồi. Khi nào mà em ra hiểu bực cái là bè. Ok, nha. Ok, em xin hát bài vũ điệu ôm ôm. Nằm xuống. Cậu có gì vậy? Gì vậy? Khủng bố. Ai? Trời ơi, em mới nói em ôm bơm đó. Trời ơi ông ơi, bài hát vũ điệu bơm bơm. Ôm bơm hồi nào? Trời ơi, vậy mà tôi khủng bố. Ôi, Trung Quốc về không có rành tiếng Việt. Ông nậu này, ông không chuyên gia, em quánh giá rồi. Bây giờ em đây giới thiệu đi, em hát đi ha. Sau đây, bài hát vũ điệu bơm bơm bắt đầu vô. Hai đứa mắc bố chưa điệu á nha, cần tập lại. Xinh vì em rất ngay kia, em bị rất ngay tại vì bên nhau quên sau em ơi. Đêm nay em rất xinh ơi, em rất xinh, cho ta đi nhanh đi, đi nhạc đi chạy. Em gì vậy? Mày khùng hả? Cái gì khùng? Ta hát hết còn ha 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 nữa. Không biết nó hát cái bài gì mà không nghe được chữ nào. Nó nghe bom không, nó tao tưởng nó kêu mình đi bom xe đạp. Nghe kỹ rồi đoạn cuối là đi kêu bom ga. Mệt quá. Còn đỡ nha. Nó hát chút xíu nữa FBI tới hốt tôi với ông luôn á. Sao vậy? Con này nó dũng cảm quá không? Nó gan hơn cảm tử quân của Osama Bin Laden nữa.
mấy quỷ dịch kia nó ôm bom nó nhào trong xe tăng á, còn con quỷ nó ôm bom nó chạy vòng vòng nó còn la tôi ôm bom nữa. Chứ hát bài khác đi. Mà hát vậy mới mau nổi. Em ơi. Vậy. Em có giọng tốt lắm. Nhưng mà em hát không hiểu gì hết. Bây giờ em hát cái bài khác mà nó tình cảm nhẹ nhàng chút đi. Hát được chứ. Ừ. Bài đó nghe không kịp thì em hát tình cảm. Được. Nhưng mà với điều kiện là phải có hoàn cảnh xảy ra đi rồi em mới nhập theo em hát được. Hoàn cảnh gì? Nghe em biết diễn nữa đó. Biết diễn nữa ha. Hoàn cảnh vậy thì em nghĩ không có gì đau thương bằng bị chồng bỏ hết trơn á. Tại vì nào giờ em chuyên môn bỏ chồng, em không biết cảm giác chồng bỏ em là sao nữa. Anh làm thử em coi coi nó đau đớn tới mức độ nào. Bây giờ ai làm? Anh làm chồng em. Không, để ta. Anh làm chồng em. Này đi, kia làm con. Hả? Nghĩ sao? Khó quá, mà dành không. Mà mặt xấu quá. Đĩa bày đặt rồi đeo chân hạt. Giờ anh phải làm sao em? Ý gần bữa nay chân quạ. Giờ làm sao em? Anh làm chồng em. Chồng em. Anh phải cứng rắn, một người đàn ông cứng rắn lên. Em năn nỉ cỡ nào cũng không chịu. Em dùng mỹ nhân kế cỡ nào nhưng cũng không chịu. Ok. Cứng rắn quyết định bỏ em chuyến này cho em đau đớn. Rồi. Nha, bởi vì em là một người con gái vợ hung dữ. Ừ. Nha. Hồ ơi. Em. Ôm giọng nội. Cái này bởi vì cha này cha thèm ta lắm nè. Chùi nước giải đi kìa. Không có giấu được miếng nào trên trời. Không có. Cứng nhăn. Hồ ơi, em là vợ của anh nè. Anh còn nhớ em không hả Hồ? Về ra. Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Trở về với em đi anh. Quay đầu về với em, quay đầu là bờ mà anh. Quay lại đá mày đó. Tôi rồi à. Trời ơi, thái độ như vậy là đã hết yêu em thật rồi. Thế là hết duyên tình đôi ngả. Chuyện chúng mình tan vỡ tay. Còn đâu tư tưởng những chiều buông lơi cho vòng tay khát khao có tình ai. Lần đầm gian trân cho tuổi xuân đến ngày tột trắng em vẫn yêu hoài yêu mãi không phải lời nói yêu ai đến nay chưa bay chưa nhạc thì có lẽ nào em dội sáng là mối duyên đâu sầu đâu chỉ riêng anh đừng buồn em chi dần em chi trách em chi chứ phải tại em là người tạm sang phú khó tay đó qua hồng dễ đổ qua lan hoàn cảnh trái ngang em đi đã nói xin yêu cho em chứ dần đêm buồn em đã nguyện yêu anh suốt quãng đời này ta không thương gì tôi đừng lên mũi ban đầu tình ta nhớ đây sầu mến nhau mà chi rồi nói lời biệt ly ta không đến với nhau xin chấp nhận đành xa lạ hơn nói tiếng chung tình để rồi phải chịu chia xa cho dù xa cách nơi nơi em vẫn nhớ nhớ về anh trọn tâm chân tình anh ơi con mình nãy còn đâu đoàn lìa bi thương chỉ mình tôi xót xôi đứng đó nơi anh ở đâu cô ơi ân cô tuy chung kiếp này đành lôi hèn không mong gì số một đoàn viên quan khiên cứ mãi chân trong nước mắt càng dòng lòng em như môi sáng kim châm tới bởi tôi thôi
chạy chơi quanh co cho tôi thêm rò mặt một con người giang hoa nguy hiểm gì khi đối mặt cùng ông tôi đổ chân lý quan tòa tạm dân tên tội phạm thì ông mới chết tại tôi dài tôi ngu nên bây giờ đau khổ ai xui gặp gỡ nhau chứ ai xui gặp gỡ làm gì duyên tình đã lỡ duyên tơ ngỡ ngàng tôi như một giấc chim bao ai ơi non ngon biết tròn gì đâu lòng ta mang nặng nỗi sầu gì đâu nên nổi đổi thương ra thù. Thôi anh đừng nói nữa làm gì. Nín nên đi anh lấy đắm vai rồi buồn thương nữa chi. Về đi kẹo người ta chờ kẹo người ta trông kìa một chuyến xe. Alibaba 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 Alibaba. Tháng sáu trời mưa không dứt trời không mưa ảnh cũng lại trời mưa. Tao giết mày. Tỏ cổ mày nè, cái này chết nè. Khi nó vô, khi nó vô, khi nó vô, khi nó vô, mày vô cho mày biết tao, tao giết mày. Tao giết mày, mày vô đây, mày vô đây, mày vô đây. Mày chết đi tao, mày chết nè. Ôi, nó khát nóng trong người vậy đó. Cái sự kiện lạnh quá vậy ta. Trời ơi, cái áo của người nào vậy? À, mày quanh nó cho tao. Quanh nó. Mau. Mau, đúng rồi, đánh đổ mau đi. Trời ơi, nó xe toàn miếng hả, mà xe hai miếng. Trời ơi, tức quá. Anh ơi, có ai trong nhà không cho hỏi thăm tí anh ơi? Có ai trong nhà không cho em hỏi thăm tí? Dạ. Em chào anh. Chào cô. Dạ xin lỗi anh, ở đây có phải là đài truyền hình Giai điệu Miệt Vườn không hả anh? Dạ tôi đúng. Dạ vâng, anh xin cho phép em được gặp giám đốc ạ. Dạ tôi là giám đốc. Ồ. Thôi anh cứ đùa, cứ sáng sớm cứ gặp người nào đùa là em cứ thích thôi. Nhìn anh cứ như con cầy ghẻ ấy. Anh cho em gặp giám đốc đi anh, vì em không có thời gian anh ạ. Không, tôi nói thiệt, tôi là Quỳnh Long Hổ, giám đốc đài truyền hình Giai điệu Miệt Vườn đấy. Em nhìn anh nó giống con gì ấy chứ nó không giống con hổ. Con gì? Em nhìn con gì nó te tua như con này nhỉ? Con bạch tuột. Gớm khổ, áo quần sao cứ đeo cứ mực không là mực thế kia. Anh ơi đây, thế anh Huỳnh Long Hổ là ô thì giống chưa? Ừ. Che lại này chút, có cái vằn vằn này vào thì nó giống này. Đúng không? Vâng, em chào anh Cọp Rằng. Chào cô. Vâng. À, cô có phải là thí sinh tới dự thi không? Vâng, em là thí sinh đến dự thi đấy ạ. Chứ không dỗi hơi mà đến nói chuyện. À, cô lấy số báo danh này phải không? Có ai cho cái số nào đâu mà báo với đây, cả đây, đây. Cô đây. À, số em. Anh ơi, sao đến 2002 cơ, bao giờ mới được thi hả anh? Không, cô là người thứ nhì. 2000 viết cũng chơi chơi rồi phải không? Có hai người, người thứ nhì thì viết làm chó cho nó mệt rồi. Cô tới dự thi bữa nay. Vâng. Cô có thể cho tôi biết là cô còn độc thân hay là có gia đình rồi? Gớm, em gần 40 rồi, nếu mà em độc thân thì ông bà mình bảo ế mẹ nó rồi. Thưa thật với anh là em đi thi em chả giấu hoàn cảnh gia đình em thì nó có phần vất vả hơn các anh chị phụ nữ khác. Yeah. Em thì có gia đình lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ đã ly dị. Vâng, em lập gia đình hồi năm 19 tuổi, 9 năm sau em được 7 đứa con. 9 năm đẻ 7 đứa. Vâng. Tướng như cá lồng tông mà đẻ dữ quá. Ôi anh buồn cười nhỉ, cá lòng tông nó cũng là con cá, nó bằng này thôi mà anh mổ bụng nó ra biết bao nhiêu trứng trong đấy anh ạ. À. Em cũng không ngoài lệ như con cá lòng tông.
thế là chồng mà tôi... anh biết không, khổ hoàn cảnh chứ em nào muốn sinh nhiều con như thế, sinh nhiều con người nó sẽ bị hao mòn đi anh ạ. À. À, đúng. Nhưng mà hoàn cảnh gớm, em lấy chồng không phải lấy chồng Việt Nam, em lấy chồng người Mỹ. À. Mà chồng em thì không biết nói tiếng Việt, em thì không biết nói tiếng Anh, thành thử ra dấu thế nào mà cứ tròn tròn một năm một đứa. Cứ chồng em nó bảo lô mo, em cứ tưởng là cái mo, mỗi lần cây cau nó ra cái mo là nó ra trái, em cứ tưởng ra trái là phải đẻ, thế là nó tòi ra. Ngộ quá. Vâng. À, cô có kế hoạch không hay là... Dạ vâng, em đã đi kế hoạch rồi đấy anh ạ. À. Em đã làm một lần nhưng mà chồng em thì nó bảo kiểu này, xong rồi em lại thích kiểu kia, xong cuối cùng hai vợ chồng hòa để đẻ luôn. Chồng em thì một hôm mới đẻ đến đứa thứ tư rồi, nó sợ quá, nó bảo là go ahead and cut. Cắt cái gì? Em có hiểu cái gì đâu, nó bảo đưa đưa cái kéo để em hiểu là nó bảo cắt đi đây, cắt cái buồng trứng đi, hiểu không? Xong rồi em lại nghiên cứu, em nghe mấy chị bảo không cắt cái đấy đi, nhiều khi nó điên điên đấy. Thế em không cắt, em bảo no 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 no, cắt là treo ép. Cái gì? Éc là cái trứng đây. Sáng nào nó không bảo em làm cho nó ăn thì em biết cái éc là cái trứng. Thế em bảo treo éc tức là treo trứng. Cô... Nhưng mà anh biết không? Nghe em nghe treo nó không điên hẳn mà nó cứ tàn tàn, nào lâu lâu nó lại chạm dây lại cắn chồng rồi bỏ mẹ. Thôi em không làm nữa. Bỏ cái đó nè. Cô bây giờ cô đang làm nghề gì? Dạ ngày trước thì em làm lông, bây giờ em làm leo. Làm gì cô? Ngày trước em làm lông. Làm lông là làm ruộng ấy. Xin lỗi, tôi không hiểu. Còn bây giờ em làm leo là làm móng tay lại. Dạ dạ. Làm nông. Làm nông. Dạ. Làm nông. Ê cô ơi, nói này cô đừng giận nha. Giận gì anh? Tôi nghe mấy bạn tôi nó nói tả về con gái nhà nông á. Vâng. Nó nói vậy nè. Chưa đi chưa biết miền quê. Vâng. Đi rồi chỉ muốn quay về cho xong. Dạ. Bởi cô con gái nhà nông. Vâng. Suốt ngày chỉ biết chổng mông lên trời. Anh ơi, em ít khi nào biết bực tức với người đối diện lắm. Dạ. Yeah. Nhưng mà ai nói thế nào với em thì em xin giả lại thế ấy. Dạ. Vâng, thì em xin phép anh, em giả lại cho anh 4 câu thơ mà anh đã phan vào mặt em. Không dám. Dạ. Vâng, thì em xin giả lời cho anh là: anh ơi đừng có ngạo đời, từ đâu lại đến buông lời khinh khi, bởi do nông vụ đã đến kỳ, mong em không trồng thì lấy cái gì anh sơi. Bây giờ em hỏi anh, lúa nó chín đầy đồng, em không chung khu, em cắt thế này thì lấy cái gì anh ăn? Cảm ơn cô. Thôi giờ vậy, vô vấn đề chính đi ha. Vâng. Cô tới dự thi thì ở đây thể lệ thi gồm có hai phần. Vâng. Cô phải hát một bài nhạc chậm và một bài nhạc nhanh. Bây giờ cô muốn hát thể loại nào trước? Dạ em xin hát nhạc chậm trước. Nhạc chậm, cô hát loại nào? Dạ em xin hát thể loại ca trù. Ca trù. Vâng. Trời ơi cái này lâu lắm đó nha. Vâng. Người trẻ như cô biết được là quý lắm đó. Vâng. Nhưng mà cô hát ca trù mà cô có biết ý nghĩa của nó là cái gì không? Dạ thưa anh, thì xưa bài nay bắt chước thôi, chứ em thì em không biết ý nghĩa. Nhưng mà em chỉ biết mỗi một điều là nếu mà mình ghét thằng nào thì mình cứ trù cho nó chết. Mời cô. Vâng. Em xin phép anh em ca trù ạ. Hồng hồng tuyết tuyết mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi, 15 năm thâm thoát có ra gì, ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tờ liệu. Cô nó kẹt mẹ nó băng rồi. Trời ơi cô làm gì tôi sợ quá, tiền nhà tôi còn không có đó, cô đừng có làm tôi sợ, tôi không có tiền mua bảo tiền bảo hiểm cho cô đâu đó nha. Việc gì cô? Cái đấy đoạn đấy mới là trù đấy. Hả? Anh sợ hả? Sợ anh chứ. Sợ vậy là em thành công rồi. Em trù mà thằng này sợ chết. Bây giờ cô hát thể loại thứ hai đi.
nhạc nhanh. Anh cho em hát thể loại thứ hai. Ừ. Vâng, thể loại thứ hai em không hát một mình em mà em song ca lam lữ. Cái bài gì mà tôi nghe cái tựa sao nghe lam lũ vậy? Không phải em song ca lam lữ. Lam là man and woman đấy. Nam nữ. Vâng. Dạ. À, ê, thôi nhưng mà cô hát nữ thôi, đừng hát nam nha. Sao thế? Tôi sợ lắm. Mà cô hát có diễn không? Có chứ ạ. Đừng, đừng, đừng. Thôi đừng diễn. Nãy con Hùng đi diễn tôi sắp chết rồi nè. Cô diễn tôi không biết tôi còn cái gì nữa nè. Cô anh yên tâm đi. Em diễn em phải diễn như thế nào chứ. Còn trên người anh còn gì để vặt. À. Em mà làm anh một phát nữa là anh như con lợn cạo bây giờ đấy. Vâng, thôi em xin phép anh cho em được song ca lam lữ. Cho anh cho em một tí music. À, music. Vâng. Chân anh hỏi đôi câu chuyện lòng. Xuân nay tuổi độ bao nhiêu, người yêu đã có hay còn cô đơn? Tránh ra để lối tôi đi, không ai quen tiếc hỏi chi lạ lùng. Xuân nay bao tuổi kệ mẹ tôi, người yêu chưa có anh hỏi mà làm gì? Ngại gì mà em đứng quá xa, em ơi anh xin được làm quen nhá. Thôi đi anh này kỳ ghê à. Em anh duyên đời gặp nhau, đừng làm khó dễ để anh khổ lòng. Anh kia ơi anh tôi xa lạ chưa hề biết nhau nhớ nhá. Chớ lo trước lạ sau quen, em ơi sao nỡ lạnh lùng. Lòng anh tê tái khi em hững hờ, nơi anh sao quá ngọt ngào khiến nào cũng phải xuyên sao. Nhưng tuệ có lúc người ta thay nong. Em ơi dù vật đổi sao rời, thương em anh vẫn tròn đời thủy chung. Hay. Hai nam nữ như vậy. Coi như tôi long trọng tuyên bố là cô là người trúng tuyển. Hai thí sinh dự thi, cô đậu hạng nhất. Hai người thi mà em đậu nhất hả? Vâng. Còn hãnh diện mẹ gì nữa. Anh ơi em bây giờ em không cần biết là em đậu hạng mấy, miễn sao đậu là được rồi. Thế anh cho em xin tiền thưởng. Làm gì có tiền thưởng. Ở đây tổ chức ra thí sinh trúng tuyển thì giới thiệu đi hát. Hát người ta trả tiền, đó là tiền thưởng đó. Chứ đâu có tiền thưởng gì đâu cô. Mày đừng trách bà dở mặt nhá. Có tiền sư bố nhà mày sao mày rảnh thế hả? Cái tao mà nếu mà tao thích mà tao đi hát đi hò, tao gửi mẹ băng lên ba di bài nai, may ra tao còn được lên sân khấu lớn. Gớm mày, mày tổ chức hôm nay tao tưởng đâu hôm nay tao đến tao thi là tao quyết định là tao lấy tiền về tao trồng tiền đá banh cho chồng tao. Mẹ nó thua cái trận Brazil kia kìa. Không kéo dưới này còn thua nhiều hơn cả chồng tao đây này. Thằng nào cũng đâm đầu bắc vào đấy, thằng chồng tao đã thua nhiều lắm. Thế bây giờ không có tiền à? Dạ không có. Nhưng mà tôi hứa tôi sẽ lăn xê cô lên nổi tiếng. Xin lỗi mày, tự động lăn một mình đi nhá. Xê. Không có tiền, mày đặt tổ chức miệt vườn với trả miệt ruộng. Rách viện và phán mẹ cho nó thoáng. Go, go. Bữa nay thì sao?
hết gặp con khùng là gặp con tỉnh. Trời ơi, bây giờ không có tiền, có ai cứu tôi không? Tôi! Ai? Tôi nè! Tôi sắp chết rồi! Tôi sao vậy? Trời ơi! Tại sao nó nông nổi vậy? Tôi xách cái con quỷ khùng mới vô trong. Sao? Tôi vừa mở miệng á, để bạc bạc! Tôi nằm luôn không ơi! Sao hồi nãy tao nghe nó la ông sợ ông đẫm nó? Trời ơi, tôi đâu có la được đâu. Nó la thất thanh mà nó cười mãn nguyện. Mà con này nó ngộ lắm không? Sao? Nó quánh xong nó băng bó nó mới mà chịu bỏ đi. Vậy là nó cũng còn tốt đó mày. Tốt bà nội tôi chứ tốt. Trời ơi, nó băng bó, nó lục hết tiền tôi, nó lấy sạch không còn một đồng một cắc. Nó nói tiền đó là tiền băng bó. Cũng tại ông cơ mà. Ông lừa gạt người ta, ông mở ra cái cuộc thi này làm gì? Bây giờ ông biết à, người ta nói cái câu là gậy của mình đập lên lưng của mình rồi biết chưa? Nói bậy bạ không à. Gậy ông đập lưng ông gậy. Mày bị như vậy á, gọi là tiền mất tật mang. Tao nói mày nghe, tao biết hậu quả như vậy á, người ta đâu có làm. Nếu biết chưa có hôm nay thì ngày hôm qua chưa vui sao? Trong lòng em luôn cứ tàn, nhưng đời không tha thứ anh, trách ai giờ đây đã lớn rồi. Đài truyền hình Gia Đình Việt vừa có đây tuyên bố giải tán. Tới nơi rồi đó sếp ơi. À mà sếp. Ủa? Ông đi đâu rồi ta? Sếp ơi, lúc nào cũng chậm chạp lề mề, vậy mà cứ kêu đi làm từ thiện hoài. Mà tưởng làm cái gì? Cứ đem ba cái đồ cũ không mặc nữa đi cho từ thiện, rồi chụp hình bó lên Facebook phô trương. Làm từ thiện mà không có tâm gì làm cái gì? Cái thứ gì đâu á. Cái gì vậy? Ây da, mày nào? Dạ. Mày mới chửi ai vậy? Dạ xin lỗi sếp. Dạ em coi trên mạng, chứ em đâu có dám chửi sếp. Coi chừng đó nha. Dạ. Tới nơi hẹn là phải không? Dạ đúng rồi sếp. Tại chỗ này nè. Hẹn hò gì cái chỗ mà sông nước cây cối tùm như vậy hả? Dạ. Đứng sếp đây hả? Cái gì? Sếp không nhớ chỗ này hả sếp? Sao? Lúc trước công ty của mình từng hút cát ở đây, mới gây ra hiện tượng sạt lở đó sếp. Hút cát gây ra sạt lở? Dạ. Có đúng như vậy không? Dạ đúng. Công ty của mình từng hút cát mới gây ra hiện tượng sạt lở. Sao mày không la cho cả xóm mình nghe luôn đi hả? Dạ. Kính thưa bà con, lúc trước công ty của tôi từng hút cát ở đây mới gây ra hiện tượng sạt lở. Mày im đi mày. Ây da, ây da. Bốc cát mày chết chưa? Dạ. Sao mày la lớn vậy? Em nghe lời sếp mà. Bây giờ tao bốc cát thì đưa mẹ mình cũng ăn hả? Dạ ăn cho sếp. Cát là chuyện nhỏ. Bây giờ á là đá, xi măng, sắt, thép người ta còn ăn được mà. Nó chỉ cát. Ờ. Mà cũng nhờ móc cát lậu á, gia đình của sếp mới có được ngày hôm nay đó. Mày thì mày im cái miệng mày. Mày đúng là cái thứ mà đầu óc cu si mà tứ chi phát triển. Mình bây giờ đứng đây hẹn, rồi rủi đất có sạt lở, chết không? Không có, sếp yên tâm. Trước khi nó sạt lở á, là nó phải lở đất trước, xong nó mới sạt lở sau. Trời ơi, nó sạt lở rồi, đang sạt lở. Sạt lở mày ơi. Sếp bị sao chứ? Không sao. Dạ. Tôi ôm được cái cọc rồi. Cái chân của người ta. Cọc ông nội ông chứ cọc. Do người ta. Ủa? Không phải sạt lở hả? Dạ không, biến xác đánh đó. Ơi, hết hồn. Hết hồn. Ai đây? Ai đây? À, dạ. Đây là ông tổ trưởng. À. Còn đây là sếp của tôi. Ô, sếp. Ô, hey. Cái gì vậy ông? Tôi chào, đàn em tôi nó kêu chào vậy đó. À, chào cũng lạ quá. Ê, ra ngoài kiếm cái ghế hai cái vô cho tao, ông ngồi nói chuyện coi. Dạ. Đi lẹ lên. Sếp chờ một chút. Chào ông tổ trưởng. Monsieur madame. Madame là đàn bà, tôi là đàn ông phải kêu bằng monsieur. Monsieur hả? Monsieur đó. Tôi hồi xưa tôi học tiếng Pháp á, chia vẹt bờ động từ đực cái tôi quơ vô một đũa tôi chơi luôn à. Đừng có thắc mắc ông nội ơi, hiểu không? Tôi thấy ông hơi là lạ rồi đó. Lạ hả? Hèn gì ông xuất hiện sau cái tiếng sét đánh. Tại sao vậy? Ông hỏi tôi phải trả lời thôi.
Sao? Cái vùng này á, hồi xưa tới bây giờ, cái mùa này không bao giờ có cái vụ mà sét đánh. Ừ. Tôi nghĩ chắc có thằng mất dạy nào làm chuyện độc ác nè. Nó trốn ở đâu đây nè, ông trời, ông canh me, ông quất nó mà chưa chết á. Ông là người mới tới đây phải không? Đúng rồi, tôi mới tới. Ông chửi tôi đó hả? Ủa có, trời ơi, làm sao tôi chửi ông được? Ông là làm từ thiện làm sao chửi được? Ở ra đây đem ghế vô đây coi, trời ơi, cái gì mà lâu quá trời quá đất vậy, đem ghế. Cái gì vậy? Ông làm gì vậy? Tôi hỏi ông làm gì đó? Tôi làm trưởng ấp. Tôi làm tiểu trưởng. Cái gì vậy? Này sếp. Không, sếp làm tôi hết hồn. Ngồi xuống đây sếp. Xích đạo, ngồi xuống đi. Vậy mày chắc cha tao à? Ông lớn chơi kì ông nội. Tao chơi kì vậy? Thì giờ ở đây coi có bao nhiêu thằng lớn. Ở đây có hai thằng lớn, còn thằng này nhỏ. Trời đất ơi. Ê mày đừng có hổn như mày. Hai thằng nào lớn? Ăn nói không có biết chừng biết mực gì hết. Đi qua bên kia đi. Đi nói chuyện. Đi qua bên kia. Đi. Đi. Nhìn mặt ông là tôi quế quế rồi đó nha. Quế quế gì mày? Mày làm gì mày quế quế? Mày quế tao gì? Hả? Thôi được. Để rồi tao cái ghế không? Hả? Cho mày không còn chảy đầu được nha mày. Thôi được rồi. Ừ, để xuống đây. Thấy ghét rồi. Đây nè. Nhìn gì? Nhìn gì? Thôi gì đâu. Đi đâu kia mày? Thì vô đi. Đúng rồi, phải vậy mới được. Tôi nói cho ông biết á. Tôi nể mặt sếp tôi thôi nha. Thôi đất ơi, ngồi ơi. Trời ơi. Nó vuốt đầu thôi mà, ông làm cái gì không biết. Nó vuốt đầu hả? Bộ con cho nó hiền lắm. Hiền nội tôi chứ hiền. Rồi làm đi. Từ thiện mà muốn ăn tươi nuốt sống tôi à. Tôi đâu có hung dữ đâu, nãy giờ ông thấy tôi có hung dữ không? Đó. Ngồi đi. Ngồi phải không? Ừ. Merci madame. Nữa. Mong sự. Thôi có mong cái sự gì tôi madame cho nó sạch sẽ, hiểu không? Rồi bây giờ vô vấn đề. Bữa nay tôi nói cho quý anh biết, tôi chọn một cái khu vực vắng vẻ như vậy nè. Tôi mời hai người tới. Để hai người có thể thực hiện cái dục vọng của mình. Cái gì vậy? Ông ăn nói cái gì vậy? Tôi là người đàng hoàng tử tế nha. I'm sorry, tôi xin lỗi. Nguyện vọng từ thiện của mình, tôi nói cho ông nghe khổ lắm. Làm tổ trưởng phải ăn nói lưu loát, ngôn từ cũng giống như ngôn tình, hiểu không? Mà tôi thì tôi nói không có được như vậy, không? Cho nên là từ ngữ không có được suôn sẻ. Thôi bây giờ vậy nè, tôi sẽ giới thiệu cho ông một số phần tử mà cơ nhở ở đây. Đâu có nói phần tử, chứ nói gì? Nó là thành phần, hiểu chưa? Thành phần là ông nói sai đó. Sao? Mình phải nói là hoàn cảnh cơ nhở. Thành phần gì? Thành phần gì? Ông học lớp mấy là thành phần gì? Hả? Ông nói mà không biết mắc cỡ với cái mục rùi của ông, mệt quá à. Liên quan cái mục rùi của tôi? Trời đất ơi, nó nhảy lên nhảy xuống hoài, mệt quá trời ơi. Nói chuyện với ông thiệt tôi rối thiệt đó nha. Rối gì mà rối? Ông, tôi là, ông là tổ trưởng ai bầu cho ông? Hả? Hả? Không có quân nào bầu hết á. Mấy đứa kêu là băng nhóm nó bầu. Cái gì? Nữa. Băng nhóm hả? Không lỡ bà con cô bác bầu, hiểu không? Nói gì khổ lắm chứ đâu có sung sướng gì đâu. Nè, sao trước khi làm tổ trưởng ông làm nghề gì? Ông hỏi nhân thân tôi phải không? Ừ. Tôi cũng tình thiệt tôi nói ông, trước khi mà tôi làm được tổ trưởng uy tín tôi tràn trề, tôi làm ở bên trung tâm truyền máu huyết học đó. Ồ, vậy là làm bác sĩ. Làm bệnh viện nào vậy ông? Bệnh viện con khỉ khô, nói cho nó văn minh vậy thôi, chứ tôi làm ở thục thập huyết heo, là heo chính hưng ông nào. Trời đất ơi, ông Thọc Quốc Heo mà không nói trung tâm truyền máu đi học, trời đất ơi. Thấy cha này cha ngu nữa không? Ngu gì? Trung tâm truyền máu huyết học mà tôi nói theo ngôn tình, văn tình, hiểu không? Chúng ta thấy mình là con người biết có văn chương. Chứ thật sự Thọc Quốc Heo máu nó xịt ra rồi bưng cái thao đó đem đưa cho mấy bà bán cháo huyết, có phải là truyền máu không? Mệt ghê, nói chuyện mắc cỡ với cái mục lùi ổng. Thôi! Đụng chạm đây nha. Xin lỗi. Tôi nói ông nghe, thọc huyết heo là cái nghề sát sinh mà. Tôi thọc một thời gian tôi cảm thấy khó khăn quá, tôi thấy có tội với lại ông bà tổ tiên, tôi không thọc nữa. Mà tôi nghe lời động viên của anh em, tôi lên đường đi cầm súng. Ông đi lính hả? Không có đi lính. Chứ làm gì? Tôi đi cướp. Cướp có vũ khí hả? Thì cướp là phải có vũ khí. Đứng lại, đưa tay lên. Mi đã lọt vô ổ phục kích này rồi. Có bao nhiêu tiền vàng đưa ra đây. Không đưa. Hung 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 hung. Chết không? Tôi có chết. Bởi vậy súng giả mà làm sao chết được. Đi cướp bằng súng giả mà ở tù 2 năm đó cha nội ơi. Cái gì kỳ vậy?
cướp bằng súng giả mở tù 2 năm. Ông cướp cái gì? Hột xoan hả? Never. Vàng? Never. Thế cướp cái gì? Cướp gỗ bánh mì. Dù đi, có ổ bánh mì mà bị ở tù 2 năm. Ổ bánh mì luật pháp nghiêm minh, mình dùng súng mình uy hiếp quốc ổ bánh mì thì giờ phải vô tạm gửi lịch 2 năm. Đó ổ bánh mì còn nhỏ nha, 2 năm nha. Ông cướp cái lớn coi chừng múc chỉ cà tha, gửi lịch mãn đời luôn đó. Là sao? Thôi đừng có hỏi cái vụ nữa, kiếm luật sư hỏi thì mệt quá. Thiệt á. Trời đất ơi. Mà tôi nói ông nghe. Sao? Bữa nay tôi tới đây là làm từ thiện ha. Trời. Tôi không có rảnh mà nghe ông kể ba cái chuyện quá khứ trinh thám xuống ống của ông. Thấy chưa? Tôi cũng đâu có rảnh. Tôi cũng đâu có rảnh. Ông không rảnh sao ông hỏi tôi? Cái gì? Ông hỏi tôi mới trả lời. Với mắt cha gì tôi hỏi tôi trả lời. Ông trả lời tôi làm chi tôi mới hỏi tiếp. Ông nói là ông có mắc cỡ với một rùi ông không? Tôi không có giỡn với ông nha. Giỡn gì? Bây giờ nè. Ông ngoài xe đó, tôi rất nhiều đồ làm từ thiện. Biết. Ông kêu ai nghèo khổ thì tôi làm cho lẹ lẹ tôi đi về nói tôi bận lắm. Ở đây biết bao nhiêu phần tử nghèo khổ, ông dòm đi. Cái khu vực sông này nè, trời đất quỷ thần ơi, hồi xưa bình an vô sự. Từ ngày cái quân mất dạy hút cát trên sông, nó hút cát lậu, ông nội nó hút, hồi xưa nó lấy cái sáng cạp nó mút, bây giờ nó lấy cái ống ba lớn rồi nó hút. Bây giờ Hà Bá Thủy Thề còn dọn đi chỗ khác ở rồi đó. Tôi yêu cầu ông đừng có nhắc tới ba cái chuyện này nữa không? Mấy mất dạy hút cát lậu mà không chữ hả? Tôi nghĩ bây giờ nó biết dạy rồi đó nha. Thằng nào đâu biết dạy. Ông lo cái nhiệm vụ ông đi nha. Rồi. Kiếm ai nghèo khổ tới đây cho tôi. Rồi tôi sẽ đưa cho ông một phần tử mà ông dòm, ông rớt nước mắt liền. Một rùi sẽ chạy đi chỗ khác không còn ở trên mặt ông nữa. Trời ơi, bà Thủy ơi, bà Thủy. Tôi lại bà Thủy ơi, bà hẹn 7 giờ mà sao giờ này bà trâu ở chỗ nào bà Thủy ơi. Tôi lại bà. Ê, gì? Ông giỡn mặt hả? Giỡn gì? Kêu Hà Bá làm gì? Hà Bá nào? Ông mới kêu bà Thủy. Tôi đã nói Hà Bá đi định cư chỗ khác, chỗ này ông nội cũng Hà Bá ở cũng được nữa. Bây giờ còn có bà Thủy. Bà Thủy là bà Tạ Thu Thủy. Hiểu không? Nhà bà ở đây, đất bà ở đây, có quân hút cát mất dài hút cát. Thôi được rồi. Nói hoài. Dạ. Nghe rồi. Bây giờ sạt lỡ rồi, giờ bà ở trên cái ghe nè. Bà Thủy ơi, bà tới chưa bà Thủy? Trời ơi. Tôi tới rồi nè. Đó, Thủy tới rồi kìa. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Bà Thủy. Bà Thủy đó cũng hút rác mất dạy đó mà. Chào. Dạ chào bà. Ê, dạ. Sao nhìn mặt cái cậu này quen dữ không? Quen không? Quen. Tôi quen hồi nãy giờ tôi nhìn mà tôi không thèm nói. Ông nội này ông quảng cáo cái thuốc gì trên truyền hình mà của Nhật Bản trị bệnh ung thư đó. Sugoi Fukada. Đúng rồi, cái thuốc đó đó mà có bộ đồ vest đen mặc hoài, có cái gì cũng mặc bộ đồ vest này không. Vậy đó cha. Hả? Tôi có thay áo sơ mi ở trong mà. Bà Thủy. Bà thấy tôi cũng đúng. Tại vì tôi hay lên báo chí là truyền hình lắm. Tôi hay làm từ thiện đó mà. Phải. Mời bà ngồi. Xích đạo, xích đại. Ừ. Ma măng xích đạo. Bà ơi. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 86. 86 tuổi. Bà đi tới đây với ai vậy? Đi một mình anh hả? Ủa chồng con đâu? Chết hết rồi. Ủa tại sao vậy? Hả? Tại sao chết? Hồi xưa nhà ở đây nè, có mấy công đất với cái nhà ở đây. Dạ. Rồi bị sạt lở chết hết rồi. Thì cái quân mất dạy hút cát lậu đó. Được rồi. Cái bữa đó đó là tôi đi họp đặng gửi tiền cứu trợ lũ lụt. Rồi 9 giờ đêm mà tôi về tới nơi tôi thấy không còn nhà cửa gì hết, đất đai nó cũng không còn. Tôi quảng hồn quảng vía, tôi kêu ông ơi. Xong tôi nghe tiếng chồng tôi dưới sông, tôi soi cái đèn pin xuống thấy ông ôm cái tủ lạnh nằm dưới. Ủa sao ôm tủ lạnh vậy bà? Thì nó sạc mà, nó sạc lỡ rồi ôm được cái gì ôm miệng sống thôi. Thì cũng không ai cứu hả? Ai đâu cứu, nó sụp nguyên một xóm ai cứu ai. Rồi một năm sau ông buồn, ông thất chí, ông chết rồi. Ông nghiệp lắm. Chắc có lẽ là ông thất chí, ông buồn cho nên ông mới tự tử phải không bà? Ông bị cúm gà. Cái gì chốc quốc vậy? Ông thất chí, ông buồn bị mất của mà. Buồn quá, rồi cái bắt đầu sinh tật đi nhậu. Nhậu xong bữa đó nhậu sao nó làm cái mồi nhậu đó trúng con gà bị cúm gà chết queo.
Bữa đó có rủ con trai này đi nè. Đúng rồi. Mà bị bữa đó ổng mắc dẫn đàn em đi quýnh lộn. Trời đất ơi. Cho nên không đi chứ không thôi giờ không phải ôm tủ lạnh như chồng tôi mà ôm cái tủ thờ luôn rồi. Đúng rồi. Nói chung đầu dây mối nhợ cũng tại cái quân bờ hút cát đó. Bà Thủy, tôi thấy hoàn cảnh của bà rất là nghèo khó. Dạ. Bây giờ tôi tính như vậy, tôi sẽ thay mặt công ty tôi tặng cho bà một miếng đất ngang 1 mét, dài 2 mét. Dạ. Đất kỳ lạ à? Đất đâu mà kỳ của bà, ngang mét dài 2 mét ở khu nào? À, cái đó là ở trong khu Nghĩa Trang công ty mới thành lập đó mà. Trời đất ơi, bà bị cái quân bất dạy khốn kiếp hút cát lậu nó làm tan già nát cửa bà, bây giờ ông tù cho bà chết luôn hả? Không phải, nó có lý do mà. Hồi xưa đó tôi kinh doanh ở dưới nước á, thấy ác quá cho nên tôi mới nhào lên bờ tôi làm kinh doanh cái đó. Đúng rồi, yeah. Trên đời này có 2 cái nghề mà độc ác nhất là nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá, mà cái thứ hút cát bất dạy á, cát lậu là hà bá đâm hả? Ông nói ai đâm hả? Đâm ai hả? Hà bá đâm. Ông đâm thì có. Thì tôi đâm. Đâm gì? Hồi nãy giờ ông nói chuyện ông đâm thọt tôi đó. Đâm thọt cái gì? Ông đâm bà. Bà gì hả? Ông là cái thứ đồ, cái thứ vô duyên, có cái mục rùi thấy phát ghét. Bà im đi. Rồi sao? Rồi sao? Tôi đâm ông mới đừng nói. Tôi đâm ông á. Ông đâm à? Ông đâm không? Đâm không? Đây đây đây, đâm tôi đi, đâm tôi đi. Từ ngày chồng chết giờ không ai đâm. Hai người ngồi, tôi ngồi ở giữa đây, tôi già rồi. Hai thằng đâm qua đâm lại xong đâm mẹ tôi chết cho rồi đi. Không có, không có đâu bà ơi. Tại cái ông này ông nói năng gì đó mà hồ đồ. Hồ đồ ông nội ông chứ hồ đồ. Thế tự nhiên bây giờ tôi cũng không cần chết, thấy không? Chưa gì hết để cho tôi cái quyệt làm gì? Tôi không lấy. Nghĩ sao mà cho bề ngang 1 thước, bề dài 2 thước. Thôi được rồi, đó là cái sơ ý của tôi. Xin lỗi. Bây giờ á, bù lại tôi sẽ cho bà một miếng đất ngang 5 mét, dài 20 mét, tôi xây nhà cho nó cho bà ở luôn. Ôi trời ơi, cảm ơn anh. Dạ, nhiều quá, ta được cái nhà rồi. Được cái nhà, cái gì qua đây giùm tôi. Cái gì vậy? Ông sơ mà người ta lớn tuổi. Thôi cái gì, để người ta làm việc, tôi là tổ trưởng. Nè, tôi nói cho bà Thủy biết, cái chuyện mà nhận ngày kia là phải qua xác của tôi tổ trưởng, hiểu chưa? Đâu, cho nhà tôi. Để tôi tính. Nè, bây giờ tôi nói cho ông nghe, ông làm từ thiện phải đúng nơi đúng chỗ, thấy không? Thì vậy đúng quá rồi, chứ còn gì nữa? Đúng đâu mà đúng. Ông nói không biết mắc cỡ với một rùi ông hả? Nè, ông nói một rùi nữa tôi giả tét mày nữa nha. Sao tôi không nói một rùi nữa mà tôi nói ve chó được không? Bỏ đi mà. Bỏ. Tập trung vô chuyên môn. Rồi, rồi, ok. Giờ cái chuyện nhà, giải quyết cái chuyện nhà đó. Rồi, nó làm vậy. Xóm này ai cũng tan thương hết, ai cũng bị sạt lở. Có người không có nhà, bả có cái ghe mà ông cho bả cái nhà thì là bất công. Cái nhà đó không được cho bả là cả xóm này đi dạy giặt, mà tôi là lãnh trách nhiệm đâu, biết chưa? Mắc mới gì ông lãnh trách nhiệm? Trời đất ơi, cho phải công bằng. Bả có cái ghe làm gì cho được nhà? Tiêu chuẩn là có ghe rồi, bây giờ chờ tôi dỡ sổ ra. Cũng sổ rồi tôi coi có ai mà hợp lý đúng tình hình thì tôi đưa cho ông. Coi. Ai đưa coi. Đây nè, ông bé Ba nè. Đây nè, ông bé Ba là một trong những phần tử neo đơn nè. Khổ sở lắm nè. Trời ơi, ông bé Ba này, vợ chồng của nó, tôi nói thiệt, tôi nói hoàn cảnh đó, ông nghe là ông rớt nước mắt luôn. Sao vậy? Trời ơi, vợ chồng nó chí thú làm ăn mà nó nghèo rớt mồng tơi ông ơi. Tầm bậy, chí thú làm ăn mà nghèo rớt mồng tơi. Đúng rồi, ông nói vậy là đúng. Đây nè, có bà. Chú em mới vừa tới không có biết đâu, vợ chồng nó chí thú làm ăn lắm. Nó làm ăn gì bà? Ông biết ông nó đi mượn tiền bà con hàng xóm nè ha. Dạ. Rồi nó cầm cái nhà của nó nè ha. Rồi nó cầm từ đường gia đình nó. Đúng rồi. Nó lo mần ăn. Nó mần ăn cái gì bà? Nhưng mà thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa, cho nên nó mới thất bại. Sao thất bại? Nó thầu đề đó. Cái gì? Nó thầu đề với lại thầu đá banh. Trời đất. Trời ơi, ta nói trong vòng một ngày nha, sau 4:30 nó ra 4 con xỉu chủ. Rồi sau 2 giờ khuya nó đá vô 2 trái. 2 vợ chồng trắng tay. Cái gì mà vỗ mông tôi hình phạt vậy? Cái vụ đó ai kêu bà nói? Ủa thì cháu ruột ông mà. Ủa cái gì? Cháu kêu ổng bằng chú ruột. À thì ra là ông móc người nhà để lấy những cái đồ từ thiện của tôi hả? Móc hầu nào? Ông làm cái gì vậy? Tôi chưa lấy được miếng nào mà chửi người ta là sao? Dẹp. Bỏ qua cái chuyện đó rồi. Cái nhà
bà đừng có lo. Nếu mà tôi đứng trước đây mà tôi làm cái chuyện này giao nhà cho bà, ông này ông sẽ ganh tị, hiểu chưa? Bây giờ tôi tặng bà món quà thực tế hơn, sai liền. Chờ xây nhà đã lâu lắm. Phương, hay không? Để ông hoài không? Nóng dầu mà. Dạ, sếp. Cuối cuộc không bên nào được ăn hết trơn rồi. Ông dài. À, tại bà nó mà khai tùm lum mới không được, hay chưa? Khai gì tự nhiên ông cho. Trời có quà, có ơi, quà. Mày đập tạ cho cố vô mà đẩy không nổi. Nặng lắm sếp ơi. Đây, đây, đây. Ôi, ôi, cái gì bự chán hả trời? Cái này cái quà gì này, này của tôi mà. Của tôi. Thì tôi hỏi thôi mà, cái này cái gì vậy? Cái hòm, ông lấy không? Tôi chở tới nhà cho ông luôn. Thôi cái này đưa bà muốn nhận gì bà nhận, khỏi coi sổ. Ừ, để qua kia. Ông lấy đi. Thôi, 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 tôi còn yêu đời lắm. Để qua, để qua. Ê, xảy ở đây cũng được rồi. Xảy qua sếp, nặng quá. Xảy qua bên kia. Mày cái gì mà yếu vậy? Cái gì vậy? Đây. Cái trang thờ hả? Mày. Không phải, từ từ rồi bà biết. Mở. Đây là cái ghế massage. Tôi sẽ tặng cho bà. Bà đem xuống ghe, bà treo mệt, bà sẽ leo lên ghế này. Nó sẽ làm phục hồi sức khỏe bà. Chờ tôi chút. Thì sao? Bà đi đâu vậy bà? Đi đo cái ghe. Thôi không cần đâu bà ơi. Tôi thấy như vậy nè, cái ghế này thì bà đem xuống ghe bà để không có được đâu. Trời ơi, bà để là chỗ nào bà nằm? Khoan, ông bình tĩnh. Hãy tìm hiểu qua xuất xứ này. Cái này là cái gì? Đây là ghế massage Luraco, duy nhất sản xuất tại Hoa Kỳ và là ghế vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ôi trời đất ơi, đau chân, bị đau chân dữ lắm. Đúng, mà cái ghế này đặc biệt là cái gì? Là chỉ duy nhất phục vụ cho các quân nhân Hoa Kỳ và đã đoạt được, giành được nhiều giải thưởng danh dự. Tôi xin tặng bạn. À, vậy được. Nó nghe đây, cái gì vậy? Trời đất ơi, bà lấy cái ghế này không có được đâu. Sao vậy? Tôi hỏi bà đem cái ghế này xài điện ha, bà đem xuống ghe bà để. Đó, bà chạy tới đâu rồi trụ điện cắm tới đó hả bà? Không lẽ cắm vô cái lỗ mũi bà mà chà xài? Ông mời mốt nhiệt điện nó mở ra nhiều xài được chứ. Nhiệt điện thì ô nhiễm chứ xài. Thôi để tôi. Để tôi. Bây giờ vậy tôi là tổ trưởng, ha. Cho nên để tôi thử, nếu có gì tôi hy sinh, ha. Còn tổ viên của tôi phải thương tổ viên của tôi. Cầm cũng sở tôi lên tôi thử coi. Ông muốn thử hả? Muốn thử. À được. Phương. Dạ. Rồi. Nhấn nút cái coi nó ra làm sao, nó mát xa làm sao. Thử thôi nha. Ừ. Bấm chưa? Rồi. On off chưa? Rồi. Ông thấy sao? Cái gì ông nội? Ủa ghê. Mày bấm cái nút gì mà ông ghê dữ vậy? Bấm nút khởi động. Yên đi em đi. Dạ. Thôi xạo đi chạy nội. Gì vậy? Ghê là chưa cắm điện mà lấy gì lên. Tôi thử anh thôi. Vậy. Thấy chưa? Nè bà Phương. Cái ghế này sao trông nguyên quen vậy mày? Dạ. Cái ghế này á là của cô chủ đó. Cái gì? Của cô chủ á, muốn mua cái ghế mới nó nhiều chức năng hơn. Mà cái ghế này á, xài bền quá, nó không có hư. À nói rồi, cái ghế này Luraco này nó bền lắm, xài lâu, nó không có bị hư. Cho tôi thử một cái nữa coi. Tao. Thử hoài. Ông khỏi thử, ông thử, ông đứng cứ ố về khó chịu thế mẹ. Bây giờ tôi nói ông anh nghe. Biết cái này là nó sẽ giúp cho tôi có sức khỏe, nhưng mà đem xuống dưới ghe không có chỗ để. Bây giờ ghe tôi không có nhà, có cửa, bao nhiêu đồ tôi để hết ở dưới ghe đó. Rồi còn mấy chục cái bằng gia đình văn hóa nữa. Bằng gì? Mỗi gia đình ta có bằng. Bà làm gì mấy chục bằng? Bà nói quá bà Thủy ơi. Tôi không có nhà, tôi sống trên ghe. Rồi tôi chèo ghe tới đâu mà tôi tấp vô cái tới đó, cái hệ nó phát bằng cái nó phát tôi một cái. Cái tôi đi tới chỗ khác tôi đậu cái nó phát cái nữa. Nó phát riết mà 20 cái, 20 mấy cái. Mà có cái bằng này tôi không hiểu nè. Bằng gì? Cái bằng gì mà tiên dương gia đình mà 5 năm không tổ chức quýnh lộn. Cái bằng gì la dữ. Thì bà ở con mình bà đâu có quýnh lộn với ai đâu. Đúng rồi. Cái bằng đó là phải rồi. Nhưng mà tôi nói vậy nè. Sao? Cái ghế này nếu mà cho bả là tôi thấy sái nữa rồi đó. Tại sao sái? Sái. Quá hợp lý như vậy là sai. Ông không có biết, ông không có ở trong cái tổ này, ông không có biết. Cái tổ của tôi còn nhiều người mà phải tan thương lắm. Ai? Ai tan thương hơn chờ, bà Thủy? Chờ chút xíu tôi dỡ sổ tôi coi nè. Rồi dỡ sổ nữa. Dỡ sổ tôi coi nè.
đây nè, đây nè, còn đây đi biết bao nhiêu thành phần, đây nè, tí nè. Tí. Thằng Tí này tôi nói thiệt nha, 17 tuổi mà tôi chưa thấy đứa nào mà nó có hiếu như thằng này. Tôi dám nói với ông, thằng này nó có hiếu nhất Thái Dương Hệ luôn đó. À. Nó thương cha nó lắm, cha đã làm cực khổ chạy đêm chạy ngày. Bữa đó ông bệnh, lao lực, chủ đuổi nó phóng vô, nó giành cái chỗ của cha nó làm để nó thế cha, nó nuôi cả gia đình, thằng có hiếu dữ lắm. Mà bây giờ nó bị một cái chuyện là nó nằm bán thân bất tội, nó nằm một chỗ, nó phải cần cái ghế này nè. Tội quá hả? Sao nó bậy? Thì nó thì nó chạy. Mà sao nó bậy? Thì nó chạy xe. À đúng rồi. Thằng mà, ông nói là bị bại liệt đó. Rồi thằng đó nó tôi biết nó mà. À vậy hả? Nó làm lụng giỏi lắm, nó tiếp theo cái nghề của cha nó mà. Bà nói đúng à. Nó cái nghề gì vậy bà? Chở thuốc lá lậu. Bà nội cha nó chở mà Honda ngang, mà nó xây cái nòng to hơn cái nòng Đại Bác vậy đó. Nó chạy nó phóng 180-190 cây số giờ không. Một xe của nó nghe, nó chở bằng xe Honda, mà một xe của nó chở xuống chuyển lên một container vừa kính luôn. Trời đất ơi, dữ vậy hả? Bữa đó nó ban vô tôi nè chứ đâu. Bà cũng bà. Bà đi trên lệ bà không đi, tại sao bà ban xuống, bà thấy nhỏ bà còn ban xuống hả? Tôi ban xuống hồi nào? Bà ban xuống mới tải ra tai nạn. Đừng có nói tầm bậy ngang, tôi đi mua chai nước tương, tôi đang xách tôi đi giống vậy. Cái đường có 2 thước, nó chở cái bề ngang 3 thước mà nó phóng như ngựa vậy đó. Nó phóng xong rồi cái hàng của nó mới móc vô cái tay của tôi, mới hất cái chai nước tương ra, rồi nó cán lên chai nước tương, nó mới té, nó gãy xương chứ. Nhưng mà cháu kêu ông cậu ruột đó. Cái gì? Cháu nữa hả? À. Sao ông nhiều cháu quá vậy? Hả? Đâu. Mất toàn người nhà đó không à? Trời ơi, thì giúp trong nhà trước mà ra ngoài chứ. Nó mới giúp được. Trời, có đồ cho mà cũng khó khăn quá. Ê, thôi, tạm ngưng cái vụ này đi. Dạ. Rồi. Phương. Dạ. Ra ngoài coi còn cái gì đem vô hết đây. Đức. Lấy nữa thôi sếp. Ừ, lấy hết. Nhưng mà nhớ, một cái gối đặc biệt, có cái chữ phụ nữ đem vô đây. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Lẹ lên. Bà làm bây giờ không có ăn nhận được thì cũng ăn ít ít thôi, chứ làm từ thiện mà ăn cò quá trời hả? Trời đất ơi, bà nín chưa? Nín chưa? Con khóc đâu mà nín, nói mà nín gì? Trời đất ơi, tôi chưa thấy con mẹ nào như con mẹ này, chắc bữa nào tôi đốt ghe bà quá. Trời ơi. Ok, đây. Có này kìa. Có quà rồi sếp. Ừ. Cái đó là gì vậy? Gì vậy? Quần áo. Thôi quần áo thôi, khỏi coi sổ. Thôi, lấy. Đây là cái món quà rất là thực tế, bà có thể dùng liền. Mời bà vô trong thay. Thôi cảm ơn, để mai mốt tôi thay cũng được. Làm từ thiện là tôi phải cần chụp hình đưa lên báo chí, hiểu chưa? Người ta kêu thay thì cứ thay đi, người ta làm từ thiện mục đích không phải là cho quà, mục đích là người ta chụp hình, người ta đưa lên mạng, người ta đánh bóng bù lia cái tên tuổi người ta, hiểu không? Tôi lại bà giờ vô, phải đi thay hả? Thay liền ra đây. Cổ dữ vậy? Ghê luôn, còn người khác nữa chứ bộ mình bà hả? Mệt hết sức luôn à. Giờ cái ghế này thấy mê quá trời quá đất luôn, thiệt. Dồn cái ghế này tôi nói thiệt, ngồi lên chút xíu mà thiệt mê nó còn hơn mê vợ nữa trời. Đừng nói ông lên thử nó nha. Thử chút xíu nữa coi, trong thời gian chờ đợi bác thay đồ, mày bấm cái cho tao phê cái coi mày. Đúng hả? Bấm cái coi. Trời đất cơm nghe nó êm quá trời luôn. Bấm rồi. Rồi xong rồi đó. À, nó coi lên cổ đó, xuống sườn sống, xuống sườn cùng quá, đi qua ngã ba rồi xuống hai chân. Cái gì mắc nết ông nội? Da mắc nết không à? Ông nít đi. Bước xuống. Bước xuống. Nghe không? Có lâu tài không? Cái xương đen một cái ghế này, nghe chưa? Ông là cái thứ vô liêm sỉ. Rồi coi, chữ nặng quá vậy. Nặng sao không nặng? Nè ông nín nha. Nín gì? Từ từ tôi bước xuống. Nhưng mà khi tôi ngồi trên cái ghế này tôi mới có cảm giác nè. Cảm giác gì? Nội ơi, bây giờ tôi mới nhìn thấy có những cái ghế mà khi người ta ngồi lên cái ghế này rồi, dù chửi mắng miệt thị như thế nào họ cũng không bao giờ tuột xuống. Với một điều kiện. Điều kiện gì? Khi mình tuột xuống phải có con cháu mình ngồi thế. Không có con cháu gì hết trơn đó. Tôi mời ông xuống. Thì xuống từ từ làm dữ hả? Lẽ ra với từ thiện mà làm dữ hết trời. Trời đất ơi, mai tôi ra chợ tôi mua 4-5 cái vậy thôi. Đó. Hot girl, hot girl. Hot không gỡ sếp. Cái này là woman in red nè. Woman in red. Trời ơi,
Dòm xa xa tưởng Hồ Ngọc Hà chứ. Nhìn tóc thôi chứ. Bà đó hả bà Thủy? Trời đất ơi. Sao sao? Bà Thủy, vén tóc lên coi. Sao vậy? Bà mặc bộ đồ này tôi dòm tôi thấy bà trước sau như một á. Mặc cái bộ này rồi vô xong vừa bước qua mương. Sao? Cá sặc nó chết. Sao bà già mà da bà còn trắng đẹp vậy bà? Cái gì? Sao bà già mà da bà còn trắng đẹp vậy bà? Da ta trắng là tại người ta có tiền, người ta đi tắm bùn. Còn tao ngày nào tao cũng tắm sình á, nên nó trắng. Thôi thôi đừng có nói nhiều bộ đồ. Mà đi tặng cái bộ đồ gì mà bất nhân vậy? À, bộ đồ này ở đâu rồi ông nội? Đi tặng cái bộ đồ gì đâu mà gió xong nó lồng lồng luôn. Tên nó bào ngư di ca. Nó lạnh tai hết trơn rồi. Còn ngư di ca ở đâu? Thì người ta nói vậy mà không tìm hiểu không chứ. Thôi được rồi. Dạ. Nè, bộ đồ này ở đâu mà mày có mày đưa không? Nè bà Thủy mới nói tôi mới nhớ. Bộ đồ này đâu cho quen quen vậy? Dạ bộ đồ của cô hai. Trời ơi. Dạ. Sao mày lấy đồ con gái tao mày đưa cho? Tại cô hai lúc trước á, mặc bộ đồ này đi đua xe mô tô á sếp, mà bị tai nạn chết người, nên mới cho đi từ thiện á, cho xả xuôi, nên mới cho bả đó. Trời ơi mày hết chuyện rồi. Trời mày lấy đồ của mày con gái tao mày bị từng. Mày làm mất mặt tao quá. Thôi đi ra ngoài, đi ngoài. Lấy đồ vô đây chụp hình này đi về. Ô con, dạ, dạ. Con, con dạ, dạ. Chụp hình nữa hả? Chụp hình nữa bà. Chụp hình. Cái chụp hình nữa bà. Nhanh nhanh đi chứ đây lạnh quá rồi. Bình tĩnh đi. Ráng đi, ráng đi. Bà lạnh không? Mà gió nó vô. Gió hả? Tôi kéo xuống. Thì đứng che cho bà đi. Gió kéo xuống nè. Kéo ở xuống nó ra tuột ở trên. Cầm giùm đầu anh. Rồi. Đây là công ty của ông đó hả? À. Công ty cực lạc. Mấy cái máy chụp hình lên đây chụp. Đấy, chờ xíu chụp hình. Chụp nha, đứng im nha. Ê khoan, khoan, để cho tao. Ờ, vậy đi. Chụp nha, nè vào đó, đó à. Bắn tim, bắn ông tim. Ông chốt, ông chốt, dừng ở đây. Rồi, ok, đẹp vào đó. Rồi, sao? Ừ. Bao nhiêu vậy? À, cho được 200 triệu. Ờ, à, le lưỡi muốn chết mẹ luôn. Đây, đây, cầm đây đi. Cho hiện, nhanh đi sếp. Đây là tượng trưng thôi. Ủa, để... quan trọng là hiện kim. Hiện kim, hiện kim. À. Cái này mới quan trọng. Cảm ơn cho bà. Đây là tôi tặng riêng cho bà. Cảm ơn. Nha. Thôi được rồi. Xong chưa? Đi lẹ đi sếp. Sao? Đi đâu? Đi, đi, đi vô. Đi qua. À, dạ. Cảm ơn nhiều. À, chào bà nha. À, gì vậy? Sao ông giật vậy? Giật cái gì? 200 triệu mà mỏng lét trong cái bao thơ này tôi nghĩ không phải là tiền mặt mà nó là cái gì? Xét. Hiểu không? Ngân phiếu. Thì đưa tôi đi lãnh. Bà lý do gì bà lãnh được? Nhà cửa bà trâu xong. Giấy tờ tùy thân của bà Hà Bá giữ hết trơn trọi rồi. Bà lấy tiền ở đâu? Ủa bà lấy điều kiện nào mà vô ngân hàng mà lãnh cái này? Chỉ có tôi nè, tôi mới còn căn cước. Còn này kia tôi vô tôi lãnh thế cho bà. Hiểu chưa? Ờ. Để coi trong đây coi đó. Ủa gì kỹ trời. Tôi có tờ gì trong đây có 10 đô. Tôi đã coi cái bao thơ gì kỳ vậy trời. Hà Bá rượt hai con cô hồn này. Trời đất ơi, nó từ thiện cái kiểu gì vậy trời. Thôi 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 thôi, của đổ hốt thôi bà lấy 5 đô đi. Tôi lấy 5 đô, tôi còn 5 đô, vậy đi. Sao có 10 đô mà ông cũng chia? Trời đất ơi, không có tôi rồi bà có hốt được bộ đồ này không? Hả? Hốt cái bộ đồ này rồi 5 đô đủ tiền mua dầu cạo gió không? Có còn hơn không? Đó bây giờ đừng có nói nhiều, ngày mai 4 giờ sáng thức dậy chèo ra bên còn đó, thấy không? Ở bên đó có hai đoàn từ thiện đó, tôi sắp xếp rồi vài bữa thời phó biểu lịch sao tôi báo nữa cho, thấy không? Đi 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 đi, đừng có nói nhiều, đi đi. Ờ à, thôi tôi đi. Ừ. Nhớ ông nhớ canh cái đầu đó giùm tôi nha. Ờ, bây giờ xuống ghe mang về xuống ghe được không? Không phải, tôi vô tôi thay đồ chứ trâu nó rượt là chết mẹ luôn á. Trời đất ơi, mặc cái bộ đồ thiệt tình. Trời ơi, từ từ. Bà coi chừng mấy con gà lâu nó dí bà đâu đá đó. Trời ơi, cái ghế này đã quá rồi. Đi về tao hốt cái ghế này đem về nhà. Ừ, ghim dạ. Tiện vô. Rồi lấy ghế về. Sướng. Dạ, lấy ghế về sếp. Ông ngồi qua gì? Đi xuống. Đi xuống. Xuống. Cho từ thiện rồi bà làm gì xuống? Cho ai thì cho, mà không ông cho, không có cho ông. Ghế này ông từ thiện rồi mà.
Đi xuống đây đẩy về ghế còn ngon mà. Bây giờ tôi nói ghế còn tốt. Đem gì? Dạ. Hàng mà từ ba tay coi vẫn mà từ đất tới. Trời quá luôn em. Từ đất tới bây giờ. Sạc lỡ đứa rồi. Sạc lỡ đứa rồi. Có sao xem? Cái gì? Bố ta